chị để ở trên kia mà hôm bữa chị kêu bỏ lên cái két á, lấy ra luôn cái đó bỏ kia xem, cái này bỏ riêng thôi. Đấy hả? Cái ấy trên này đúng không? Cái đầu mình có đâu hay đúng không? Mấy chị nha, hello mấy chị. Hello mấy chị nha, ai đang xem thì chấm bài chia sẻ like stream giúp em với nha mấy chị ơi. Ai đang xem thì chấm bài chia sẻ like giúp em với nha. Chị nào đang xem thì chấm bài chia sẻ like giúp em với nha mấy chị ơi. Hello chị bé lùng lung tê nha, hello chị nha. Hello mấy chị nha, ai đang xem thì chấm bài giùm em với nha mấy chị. Ai đang xem thì chấm bài giùm em với nha mấy chị yêu ơi. Rồi ai đang xem chấm bài chia sẻ like giúp em với nha mấy chị ơi. Đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like nha. Đợi vô đông một xíu em bắt đầu like nha mấy chị. Rồi chị nào đã xem thì chấm bài chia sẻ like giúp em với nha mấy chị ơi. Chị nào đang xem thì chấm bài chia sẻ like giúp em với nha mấy chị yêu ơi. Đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like nha. Nhỏ nhỏ lại xíu. Nó to con ác cái tiếng này. Thôi mấy chị chia sẻ livestream giùm em với nha, chia sẻ live giùm em với nha mấy chị ơi, chấm bài chia sẻ giùm em với nha. Đợi vô đông đông xíu em bắt đầu like nha. Chưa chị ơi, em vẫn để lại thẹo này chị bé lùng ơi. Chân của em khỏi rồi nhưng mà để lại thẹo chị ơi. Nè cái chân của em để lại thẹo này. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ like giúp em với nha. Đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like này mấy chị ơi. Đợi vô đông một xíu em bắt đầu like nha. Mấy chị chia sẻ like stream giùm em nha. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị yêu. Rồi là em bắt đầu like nha mấy chị. Bắt đầu like nha. Mấy chị chia sẻ chấm bài giùm em với nha. Chị nào đang xem thì chấm bài viết giùm em với nha mấy chị. Chị nào đang xem thì chấm bài viết giùm em với nha. Rồi em tấu cái váy đen này mấy chị. Đây váy xòe đen nha. Rồi cái váy này giá của nó là 80k. Chị nào lấy thì comment cho mã số 1 nè. Cái này thì tầm người 50kg đổ lại vừa nha mấy chị. Đây chất ren của nó rất là đẹp luôn, 80 mã 1. Chị bé lùng ơi, em cũng có bôi rồi mà hình như nó không đỡ chị. Nè em cũng có bôi rồi mà để lại thẹo nhìn gớm giả mang. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã số 1 dùm em nè, 50kg đổ lại vừa nha mấy chị nha. 50kg đổ lại vừa mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em với nha mấy chị ơi. Chia sẻ like chấm bài giùm em với nha. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em nha mấy chị. Rồi cái váy này 80k mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nha. Mã 1 80 nè. Đây mấy chị mặc phối cái bill vô nữa rất là đẹp luôn nha mấy chị. Mặc phối bill vô cực kỳ đẹp luôn nha. 80 mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em nè. 80 mã 1 nè mấy chị. Váy xòe màu đen này 80 mã số 1. 80 mã số 1 nha, chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nha. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em với nha. Chia sẻ like stream chấm bài giùm em với nha. Rồi 80 mã số 1 này, chị nào lấy cái này thì comment mã 1 giúp em nha. Mã 1 50kg đổ lại vừa. Chị nào mà lấy cái này thì comment mã số 1 giúp em nè. Mã 1 80. Mã 1 80 này, chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây váy bi màu nu rất là đẹp luôn nè. Váy bi màu nu cực kỳ đẹp luôn nha.
Rồi váy bi này giá của nó là 85k, mã số 85 này mấy chị ơi. 85k mã số 85 này. Đây mấy chị cột nơ ở trước hoặc ở sau cũng được nha, tùy mấy chị nha. Cột nó thấy cái gì mà ren ren là nó khoái lắm. Rồi cái váy nơ này giá 85.000, chị nào lấy comment mã số 85 cho em nè. 85 mã số 85 nha mấy chị. Đây mặc rất là đẹp luôn. Cái này cái cột này của mấy chị có thể cột ở phía sau hoặc ở phía trước cũng được nha, tùy mấy chị nha. 85k mã số 85, chị nào lấy thì comment với mã số 85 nè. Đây váy xòe màu bi màu nu này mấy chị. Đây của nó là bi như vậy nha. 85k mã số 85. Chị nào lấy cái này thì comment với mã số 85 nha. Mã số 85 85k này. Mã số 85 85k nha. Chị nào lấy thì comment với mã số 85 nha. Đây váy xòe rất là đẹp luôn. Chị ơi, cái này là hàng thanh lý nha, cũng có hàng new nhưng mà chỉ có một số hàng new thôi nha chị. Cái nào mà hàng new thì em nói là hàng new nha. Đây 85k mã số 85, 50kg lại vừa anh ạ. Đó hết bệnh là phá kinh khủng. Chị nào lấy comment với mã số 85 này mấy chị. 85 mã số 85 nha. Mua cái chai chị thăm cái đầu gối đi. Chị ơi xẹo rồi, em cũng có bôi mà đâu có thấy hết đâu. Chị có biết cái thuốc gì mà trị hết được không chị em ơi? Rồi 85 mã số 85 nha, chị nào lấy comment với mã số 85 này, váy bi cực kỳ đẹp luôn. 85k mã số 85 nha. Chị nào lấy thì comment với mã số 85 nha. Hôm nào sẽ thử đi, không hết không tiền đi, không lấy tiền luôn nha. Vậy hả, chị bán hả? Bộ chị mặc bao nhiêu? À, bộ chị mặc không bán em ơi. Bộ chị mặc không bán nha. Bộ chị mặc không bán em ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây váy màu hồng ruốc nè. Váy màu hồng ruốc giá của nó là 85k. Ai lấy thì còn mấy cái mã số 2 nè. 85 mã số 2 nè mấy chị. Đây màu hồng ruốc cực kỳ đẹp luôn. 85 mã số 2, chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 giùm em nha. Cái này tầm người 50kg đổ lại vừa nha mấy chị. Cái này tầm người 50kg đổ lại vừa nha. Hôm nay ghé nha, đưa cho thử. Dạ rồi, ok ok chị. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy cái mã số 2 nè. 85 mã số 2, 85k mã số 2 nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 2 nha. Đây cái này là váy màu hồng ruốc nha mấy chị. Rồi mã số 2 chị nào lấy. Ông Lâm Nhi à, cái này là hàng thanh lý nha chị ơi. Hàng thanh lý nha. Tay quá xuống ăn gà kìa. Chị xài vậy hả? Ờ à, vậy để này em ghé nha. Có gì em ghé em lấy xài thử nha chị. Chị Huyền ơi, chị Huyền Trang ơi, có gì em ghé em xài thử nha chị. Rồi mã 2 của Gia Bảo nè. Gia Bảo lên giùm em địa chỉ, số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Gia Bảo ơi lên giùm em cái địa chỉ nha chị ơi. Chị Gia Bảo con năm. Chị Gia Bảo ơi lên giùm em cái địa chỉ nha. Yến luôn ship bao nhiêu của chị? Ship tầm nếu mà ship tỉnh ở xa thì tầm 25 đến 30 nha. Ship tầm 25 đến 30 nha. Chị ở Buôn Ma Thuột nha Gia Bảo ơi. Gia Bảo cho chị cái địa chỉ nha Gia Bảo ơi, lên địa chỉ giùm chị luôn nha. Rồi em tới một cái áo khoác gió này mấy chị. Áo khoác gió nè. Rồi áo khoác gió này giá của nó là 70k. Ai lấy thì còn mấy mã số 7 nè. 70k mã số 7 nha mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. Áo mỏng thôi. Đây 70k mã số 7 nè. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 nha. Mã số 7 70k này màu vàng. 70k mã số 7, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em. Rồi mã 7 của chị Lê Trân nè. Rồi chị Lê Trân lên giùm em địa chỉ, số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Lê Trân ơi. Chị Lê Trân lên giùm em số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Đây trời, zoom này dễ thương lắm luôn. Rồi cái em chào chị cà chua cà rốt nha. Gia Bảo lên địa chỉ. Chị Gia Bảo ơi lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Mấy chị đặt đồ lên giùm em cái địa chỉ nha mấy chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái zoom này. Cái zoom này free size nha mấy chị. Đây free size nha. Rồi cái zoom này giá của nó là 75k. Ai lấy thì còn mấy cái mã số 75 này. 75k mã số 75 nha. Đây mấy chị này rất là đẹp luôn. 75k mã số 75 này free size nha mấy chị. Free size nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha.
Chị Lê Trang ơi, chị lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chị nào đặt đồ lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng đi nha mấy chị. Không biết nó để chứ không biết. Cô pin chưa ta? Không thấy nó rung gì hết. Rồi 75 mã số 75 nè. Đây dung nè, free size nha mấy chị, 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha. Dung 75k mã số 75 nè. Chị Lê Trân ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Dạ bảo đi. Rồi em tới một cái set nè mấy chị. Đây chân quần của nó là size 26 nha. Quần lưng cao size 26 nè. Quần màu trắng lưng cao size 26 nè. Áo của nó là màu đỏ nè mấy chị. Áo dây nha, áo dây màu đỏ nè. Đây nguyên set nha. Rồi nguyên set này giá của nó là 80k. Chị nào lấy set này thì comment em là set 80 nè. Set 80k chị lấy đồ rồi em. Đồ đẹp mà chị mặc được hết. Đó em. Em cảm ơn chị nha chị Cà Chua ơi. Em cảm ơn chị Cà Chua nha. Rồi set 80 này của chị Nga nè. Rồi em chốt set này chị Nga nha. Nguyên set 80 này. Trời mấy người đã đặt đồ hay thiệt luôn á. Em mới like thôi mà sao gặp mấy chị thì cứ chứ. Rồi set 80 hết rồi chị Hưng Phạm ơi. Set 80 của chị Nga rồi. Rồi em tới tiếp một cái váy này. Ai mà cho số mọi người cứ váy thì còn ai không ấy thì không cho thì ấy thôi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Váy này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị nha. Váy bi màu xanh kể vai này. Chị Nga không cần đâu. Rồi ai mà lấy cái váy thì còn mấy cái mã số 7 này. 70k mã số 7. 70k mã số 7 nha. Váy bi xanh này mấy chị mặc lên rất là đẹp luôn. Đây ở phía dưới của nó xòe. Xòe nhẹ một xíu như vậy nha. 70k mã số 7 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 này. Đây, mặc trễ vai như vậy nha mấy chị. Đó, mặc trễ vai như vậy này. 70k mã số 7, 50kg đồ lại vừa. Chị nào lấy cái con mấy cái mã số 7 nha. Mã 770, mã 770 nha. Ai mà không lấy chị lấy hết cho. Thôi chị, chị ủng hộ em nhiều rồi, em cảm ơn nha. Rồi chị nào mà lấy cái con mấy cái mã số 7 này. 70k mã số 7 nha. Hôm nay có đầm đi tiệc không? Có nha chị, có nha. Rồi ok chị Nga Trần nè. Lấy lại địa chỉ của chị Nga Trần đi. 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. 70 mã 7 nè mấy chị. Váy bi rất là đẹp luôn. 70 mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7. Rồi em tới tiếp một cái váy ngủ hàng new nè mấy chị nha. Váy ngủ màu hồng hàng new nè. Rất là đẹp luôn. Rồi cái này free size nha. Giá của nó là 75k nè mấy chị nè. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Chất vải của nó rất là đẹp luôn. Rồi chị nào mà lấy cái này thì còn mấy cái mã số 75 này. Váy này váy ngủ nè. Váy ngủ nha mấy chị. Váy ngủ hàng new nha. Cái này là hàng new nha. Dạ chị, em cảm ơn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số 75 nha. Mã số 75, 75k hàng new nè. Váy ngủ hàng new free size nha mấy chị. Free size nha. 75 mã số 75. Nó có cái này, nó có hình dứa này nè mấy chị. Đây hình hình quả dứa rồi nha. Cái này nó có hình quả dứa rồi nè. Với lại là hình hình mèo nha. Chị nào lấy hình nào thì comment hình giúp em nha. Đây hình quả dứa với lại là hình hình con gấu nha mấy chị. Chị nào lấy gấu thì comment giúp là gấu nha. Còn không lấy dứa thì comment giúp là dứa nè. Hàng new nha mấy chị. Cái này là hàng new nha. Giá của nó 75.000 một cái nha. Chị nào lấy thì comment giúp là gấu hoặc là dứa nha. 75.000 một cái hàng new nha mấy chị. Hàng new 75 nha. Rồi em lấy tiếp một set nè mấy chị. Em lấy tiếp một cái set hàng new tiếp nè. Đây set quần trắng nè. Hàng new nha. Em không biết được chị Nini ơi. Tại vì hàng lộn xộn á. Thấy cái nào like cái đó thôi chị. Rồi nguyên set này size của nó là size S nha mấy chị. Đây nguyên set size S nè. Hàng new giá của nó 85k một set. Chị nào lấy set này thì comment cho em là set nha. Set 85k nè. Cái này thì tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Cái quần của nó là size 26 nha. Quần trắng của nó là size 26 này. 85k một quần. Chị nào lấy thì còn mấy em là set này 85 này. Set 85 nha. Chị nào lấy thì còn mấy em là set 85 nha. Áo dây màu hồng. Thấy không? Em có thấy chị Ly Chi nha. Em có thấy chị Ly Chi nha chị ơi. Rồi 85k. Chị nào lấy set này thì còn mấy em là set 85 nha.
set 85 đơn tôi còn nha công chúa heo ơi. Áo để em. Rồi Kento Nguyễn ơi, áo này 40 nha em. À, Kento Diệu áo này 40 hàng niêu nha. Của nó chất của nó cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi áo này em lấy ok giúp chị nha. Đồ của công chúa heo vẫn còn nha. Rồi set 85. Rồi để set 85 này. Ai mà lấy set thì ưu tiên nha, lấy set nha. Set của Julie Phạm này. Julie Phạm lấy giùm em địa chỉ số điện thoại đấy chị ơi. Chị Julie Phạm lấy giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đấy chị ơi. Chị Julie Phạm lấy giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Caro ơi, cái set đã hết rồi chị ơi. Chị Julie Phạm lấy giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây váy dạng váy sơ mi nha. Váy sơ mi này rất là đẹp luôn. Rồi cái váy này giá của nó là 80k nè. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 nè. 80 mã số 8 nè mấy chị. Mấy chị mặc lên phối cái bill ngang eo cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này tầm người 50kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8. Chị Julie Phạm lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số 8 nè. 80k mã số 8 nè mấy chị. Tầm người 50kg đồ lại vừa nha. Dạng váy sơ mi nè. Dạng váy sơ mi nha mấy chị. 80 mã số 8. Chị nào lấy thì con mấy mã số 8 nè. Số 8 của chị Coca hả? Coca lớp. Hả? Coca lớp số 8. Rồi chị Coca lớp nè. Nguyễn Văn Cư rồi ok chị. Chị Coca lớp lấy số 8 thì lên giùm em địa chỉ luôn nha. Chị lên giùm em địa chỉ luôn nha. Hay là chốt giá số thoải mái gọi. Hả? Hả? Mai gọi lâu nha. Xin lâu quá, xin gọi nói mỏ tầm miệng. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Váy suông nha. Váy suông này, rồi cái váy suông này giá của nó là chị Lê Khánh Thuận An nè. Lê Khánh Thuận An chọn đơn thêm để Hương đi nha. Chị Julie Phạm hết mã 8 đó chị ơi. Mã 8 của chị Coca lớp rồi. Chị Coca lớp lên giùm em địa chỉ nha. Chị không lên em để qua Julie Phạm nha. Julie Phạm lên địa chỉ mà đúng không? Váy. Ừ rồi ok, Kento nhiều chị để áo cho em rồi nha. Rồi em tới một cái váy suông này mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị ơi. Rồi ok chị Coca lớp này, em thấy địa chỉ của chị rồi nè. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này. Váy suông này giá của nó là 70k nha, free size nha mấy chị. Tại vì cái chất của nó là chất co giãn nha, free size này 70k. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7. Mã số 7 70 này. Mã số 7 70k nha mấy chị. Mã số 7 70 nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nè. Váy suông 70 mã 7 nha mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7. Mã số 7 70 free size nha. Free size nha mấy chị yêu. Rồi em tới tiếp một cái váy đi tiệc nè. Ai váy đi tiệc rất là đẹp luôn. Cái này dạng suông nha. Bầu bì gì bom chen được luôn nè. Rồi nó có một cái đai cột ngang eo nè mấy chị. Cái này giá của nó. Hả? Có set yếm không chị? Có em ơi, có set yếm luôn. Ở trong kia có ảnh thì em cũng lấy cái đó. Có quần dài, con dạng. Quần dài hên xui công chúa heo nha. Tại vì đồ hôm nay toàn váy với set không à. Rồi em tới một cái váy này nè mấy chị ơi. Váy su nè. Bầu bì gì bon chen được luôn. Rồi cái này giá của nó là 100.000. Chị đâu lấy con mấy cái mã số 100 này. Chất ren của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Đây 100.000 nha. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 100 nè. Mã số 100 để riêng. Rồi chị nào lấy cái váy này con mấy cái mã số 100 nha. Bầu bì gì bon chen được luôn nè mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Con nhất. Con nhất Kento Diệu ơi, chị vẫn còn giữ nghe em. Rồi chị đâu lấy cái này thì con mấy cái mã số 100 nha. Rồi chị ơi em like từng mẫu nha. Em lấy được mẫu nào thì em like mẫu đó nha chị. Rồi mã số 100. Chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 100 giúp em nha. Đây trễ vai nè. Đi tiệc rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 100. Mấy chị chia sẻ like giúp em với nha. Mấy chị ơi chia sẻ like cho em nha. Rồi 100 của chị Hương Phan nè. Chị Hương Phan lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi. Chị Huỳnh Thị Ái Phi nữa lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị nha. Ai mà lên trước thì em để cho người đó nha. Chị Huỳnh Ái Phi ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nè. Thùy Liên Phạm Thị nữa nè. Ai lên trước thì để nè. Thùy Liên Phạm Thị nè. Rồi ai lên địa chỉ số điện thoại trước thì em để cho người đó nha mấy chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy tầng này mấy chị. Váy tầng này, váy này free size luôn nha. Tại vì ở giữa là chất của nó là đây.
chắc co giả rất là tốt luôn. Rồi cái này giá của nó 90, chị nào lấy con em. Ai? Còn nghe em ơi, còn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment lên địa chỉ giùm em luôn nha chị Ivy ơi. Ai lấy thì lên địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng giùm em với nha. Rồi cái này 90, mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nè. Đây váy hoa tầng màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Mã 990k, mã 990k nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Làm sao mà ghim được ta? À ghim bình luận này. À đúng rồi. Rồi từng ghim rồi. Rồi chị nào lấy cái này comment mã 9 giúp em nha mấy chị. 90k mã số 9. Chị Ivy ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng luôn nha, cho nó dễ nha mấy chị. Mấy chị đọc cái ghim ghim của chị Tường Vi bình luận á thì theo đó làm giùm em với nha, cho nó dễ nha. Rồi ai lên trước thì để cho người đó. Rồi ok, 100 em chốt cho chị Kiều Minh Thùy nè. Chị Kiều Minh Thùy em chốt 100 cho chị nha, chị Kiều Minh Thùy ơi. Rồi cái này 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nè. Váy tầng màu hoa 90 mã 9. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Rồi em tới một cái váy yếm này mấy chị. Váy yếm rất là đẹp luôn. Rồi váy yếm này kèm áo nha, giá 80 mã số 8. 100 của chị Kiều Minh Thùy rồi nha chị ơi. Rồi 80 mã số 8 nè, yếm này mấy chị. 80 mã 8, chị nào lấy comment mã số 8 giúp em nè. 80 nha, cái này thì tầm người 55kg mà cũng vừa nha mấy chị. Rồi mã số 9 của chị Hoàng Thùy Tân hả? Hoàng Thủy Tiên. À Hoàng Thủy Tiên. Rồi chị Hoàng Thủy Tiên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Nabi Oanh mã số 8 nè. Rồi chị Nabi Oanh lên giùm em đi chị. Rồi ai lên địa chỉ thì để cho người đó nè. Phương Nghi Nguyễn nè. Rồi em chốt cái mã 8 với chị Phương Nghi Nguyễn nè. Rồi em lên một cái body tím nè mấy chị. Đây body tím nè. Body này là bằng nhung nha. Chất của nó là chất vải nhung nha mấy chị. Đây mấy chị mặc phối bill vô rất là đẹp luôn. Rồi cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha. Giá của nó là, cái này giá của nó là 80k nha. Body 80k này mấy chị mặc phối bill vô rất là đẹp luôn nè. Rồi chị nào lấy cái body này còn mấy chị mã số 1. Mã số 1, mã số 1 nha mấy chị. Mấy chị mặc kèm cái bill ngang eo rất là đẹp luôn nha. Mã 1, mã 1 này chị nào lấy comment mã số 1 nha. Dạ chị Thảo Hồ, đầu gối của em bị té xe á chị. Rồi tím mã số 1. Rồi mã số 1 của chị Nabil Anh luôn này. Chị Thảo Hồ ơi, chị comment mã giúp em nha. Rồi mã số 1 của chị Nabil Anh này. Rồi bông lai đi, bông lai. Cháu lá chứ. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Mã 1 hết rồi nha mấy chị yêu ơi. Mã 1 hết rồi nha. Mã 1 của chị Nabil Anh rồi nha. Nabil Anh hồi nãy lên rồi mà. Rồi chị Nabil Anh ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Váy suông rất là đẹp luôn. 80. Rồi váy suông này giá của nó là 70 này. Chị nào lấy cái comment mã số 2 giúp em nè. Váy suông 70 nha. Đây mấy chị nhìn này, màu xanh đen nha. Chất cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì tầm người 52kg đổ lại vừa nha mấy chị. Rồi mã số 2. Dạ được nha chị Kiều Minh Thùy ơi. Em gửi xe cho chị được luôn nha. Rồi mã số 2 70k nè. Mã số 2 70k. Chị nào lấy cái comment mã số 2 70 nè. Mã số 2 70k. Chị nào lấy cái comment mã số 2 giúp em nha. Mã số 2 70 nè. Chị nào lấy cái comment mã số 2 giúp em nha. Ông nào kia nhìn quen quen. Thanh Thanh mã 2. Rồi mã số 2 của chị Thanh Thanh này vô cho em ấy nhìn mặt thôi kìa. Ai chú quen quen Sơn Trang nha. Rồi mã số 2 của chị Thanh Thanh nè. Chị Thanh Thanh ơi, lên giùm em cái số điện thoại luôn nha. Xin chào chị gì đó quên rồi. Thanh lên địa chỉ. Chị Thanh Thanh ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha chị. 7. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha chị ơi. Nghe anh. Rồi em đang chạy lên này. Rồi em lên một cái yếm này mấy chị ơi. Đây cái yếm linh này. Rồi yếm đây, yếm đây, yếm rin này mấy chị ơi. Rồi cái yếm rin này giá của nó là 80 kèm áo nha mấy chị. 80 kèm áo nha. Sô cô la Nguyễn là em đây.
sô-cô-la Nguyễn là ai em? Sô-cô-la nãy giờ có đặt đồ của em chưa chị sô-cô-la ơi? Em riêng để Nguyễn Lê Tường Vi. Rồi Nguyễn Lê Tường Vi yếm riêng nè. Rồi để cho Nguyễn Lê Tường Vi yếm riêng nha. 80 kèm áo nè, rất là đẹp luôn. Rồi 80 kèm áo của Nguyễn Lê Tường Vi nè. Rồi em có tiếp một cái váy dạng babidol này mấy chị. Váy trắng dạng babidol nha. Cái này bầu bì gì bon chen được luôn nha mấy chị. Bầu bì gì bon chen được luôn này, rất là đẹp luôn. Rồi cái này giá của nó là 70k mã số 15, 70k mã số 15 nha. Chị Tường Vi trước nha mấy chị ơi. Đây mã số 15 70k này, mã số 15 70k, chị nào lấy thì còn mấy mã số 15 giúp em nha. Dạng babidol, dạng babidol này. Bầu bì gì mà nhỏ, bầu bì mới má tao bị liệu sao? Bầu bì gì bon chen được hết nha mấy chị. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 15 nha. Mã số 15 nha mấy chị. Chị nào lấy cái này còn mấy mã số 15 này. Mã số 15 70k này mấy chị. Mã số 15 70k này. Mã số 15 70k nha. Chị Thanh Thanh ơi lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Ai nãy giờ không lên địa chỉ lâu rồi vậy? Thanh cứ chốt số điện thoại đi. Xin địa chỉ mệt quá. Rồi em lên tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Đây váy trắng trễ vai nha. Váy trắng trễ vai này. Cái này phi size nha mấy chị. Phi size nha. Đây chất co giãn cực kỳ tốt luôn. Phi size nha. Rồi cái váy này giá của nó 75k mã số 75 này. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 nha. Mã số 75 nha mấy chị. Đây mặc trễ vai rất là đẹp luôn này, phi size nha mấy chị nha. Người ốm người mập gì đều mặc được hết nha mấy chị. Người ốm người mập gì đều mặc được hết nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số 75 này. 75k mã số 75 nha mấy chị. Đây chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 này. Đây váy trắng cực kỳ đẹp nha. 75k mã số 75. Chị nào lấy còn mấy mã số 75 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái áo này mấy chị. Áo phơ thun form rộng nha. Rồi áo thun này giá 40 nè. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 4 nè. 40k mã số 4. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em. 40 mã số 4 nha mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em nha. Áo phun form rộng màu cam nè mấy chị. Ở trước là có hình cô gái như vậy nha. 40 mã số 4. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em. Mã số 4 40. Rồi chị Nguyễn Tường Vi mã số 4 kìa. Chốt chị Nguyễn Tường Vi mã số 4 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy màu đỏ đây mấy chị. Em tới tiếp một cái váy màu đỏ nha. Váy đỏ này cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái váy đỏ này giá của nó là 85k mã số 85 nè. 85k mã số 85 nha mấy chị. Đây cực kỳ đẹp luôn nha. 85k mã số 85 nha. Đây cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị. Tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 85 giúp em nè. Mấy chị mặc phối bill vô cũng rất là đẹp luôn. Đây váy đỏ mặc phối bill vô cực kỳ đẹp luôn nha. 50kg đổ lại vừa nha mấy chị. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 85 giúp em nha. Mấy chị ơi chia sẻ livestream giúp em với nha. Chia sẻ livestream giúp em với nha. Rồi chị Nguyễn Lê Tường Vi chốt. Chị Nguyễn Lê Tường Vi 85 nè. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em với nha. Rồi em tới tiếp một cái váy hồng nè mấy chị. Váy hồng bánh bèo cực kỳ đẹp luôn nha. Cái tay của nó bánh bèo cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi cái váy hồng này giá của nó là 90k mã số 9 nè mấy chị. 90k mã số 9 nha. Mấy chị mặc phối bill rất là đẹp nha. 90k mã số 9. 50kg đổ lại vừa. Chất vải của nó nè mấy chị. Chất vải rất là đẹp luôn nha. Chất dày dặn cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái váy này còn mấy mã số 9 giúp em nha. Đây mà cái tay của nó bèo dễ thương lắm nè. 90 mã số 9. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 9 giúp em nha. Cái gì vậy tên? 90 mã số 9 nè. Chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nha. Váy màu hồng rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái này comment mã số 9 giúp em nè. Tay bèo cực kỳ đẹp luôn nha. Mấy chị nhìn chất vải của nó nè. Chất vải rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like cho em nha. Chị nào xem hàng thì chia sẻ like cho em luôn nha. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Zoom tím nè. Zoom sọc tím nha. Rồi bên trong có mút ngực dày dặn luôn nè. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Rồi cái zoom này giá của nó là 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95 nha. Có váy đi tiệc không ạ? Có nha, có nha chị ơi. Rồi zoom tím 95k mã số 95 nha chị Rita Nguyễn ơi.
ơi, chị comment giùm em mã số nha chị. Rồi 95 của chị Rita Nguyễn, em chốt chị Rita Nguyễn nè. Rồi dung rất là đẹp luôn, dung tím ống rộng, bên trong có một ngực dày dặn. Rồi chị Caro Trần có một cái 95 luôn nha, tại cái này em có hai cái nha. Rồi em chốt chị Caro Trần một cái rồi nha, cái này có hai cái nha mấy chị. Rồi chị Caro Trần một cái nè. Sơn Cani ơi, hết rồi Sơn Cani ơi. Caro Trần, Caro Trần ơi, chị lên cho em lại cái địa chỉ số hả chị Caro Trần ơi. Rồi em lên một cái body nè mấy chị, trời body cực kỳ đẹp luôn. Rồi body này giá của nó là 120k nè. Body 120k, bên trong có một ngực dày dặn này mấy chị nhìn chất của nó này rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 120. Body màu đen ren 120, 50kg lại vừa nha. Đây mấy chị nhìn chất của nó này cực kỳ đẹp luôn, 120.000 thôi. Chị nào lấy comment mã số 120 này, cái tay của nó là phối ren như vậy nha. Chị nào lấy cái body này comment mã số 120, body đi tiệc này mấy chị, tầm người 50kg lại vừa nha. Body đi tiệc 120k, chị nào lấy comment mã số 120. Rồi mã số 120 của chị Jenny Nguyễn, Jenny Phạm hả? Jenny Phạm. Chị Julie Phạm ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại có đơn chưa? Có đơn rồi. Có rồi hả? Xuống gì? Chị Hàng Nguyễn ơi, cái nào chị ơi, cái nào thì chị vô inbox giùm em nha. Trời, hàng em bán lâu rồi, giờ chị lên chị nói thì sao em nhớ được. Rồi em tới một cái dung màu hồng này mấy chị, hàng new nha. Dung màu hồng hàng new luôn nè, dung màu hồng hàng new nha mấy chị. Rồi cái dung này giá của nó là, dạ rồi ok chị Duy Phạm này. Rồi cái dung này giá của nó là 95k này. Chị nào lấy cái con mấy mã số 95 giúp em nha. Dung này tầm người 50kg lại là mặc đẹp nha mấy chị. Đây 95k mã số 95, chị nào lấy comment mã số 95 giúp em nè. 95 mã số 95 nha, hàng new nha mấy chị ơi, hàng new nha. Đây zoom hàng new nè, rất là đẹp luôn. 95k mã số 95, chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em. Mã số 95, 95k nha. Rồi em tới tiếp một cái quần này mấy chị. Rồi cái quần này giá của nó là 50k size 26 nè. 50k size 26 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 5. 50k size 26 có váy trắng không chị? Có nha em ơi, có váy trắng nha. Váy trắng xòe hay là body em? Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 5 size 26 nè. Mã số 5 size 26 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 5 size 26 nè. Mã số 5 size 26, quần lưng cao màu trắng nha mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 5 size 26. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị, zoom hàng new nha. Đây zoom trắng hàng new nha mấy chị. Body cũng được chị, rồi đợi em một xíu nha. Rồi em tới một cái zoom trắng này mấy chị ơi. Zoom trắng này thì tầm người 53-54kg lại vừa nè. Zoom trắng này giá của nó là 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8, chị nào lấy thì coi mấy mã số 8 nha. Zoom màu trắng hàng new 80k mã số 8 nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị mặc phối cái bill ngang eo cho nó đẹp nha. 80k mã số 8, 53-54kg lại vừa. Rồi chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 giúp em. Dùm màu trắng 80k mã số 8 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 giúp em nha. Mã số 8, 80. Rồi em lên một cái áo khoác nhung này mấy chị. Áo khoác nhung màu rêu này. Áo khoác nhung màu rêu nha. Rồi mã số 8 của chị Tiên Đỗ nè. Rồi chị Tiên Đỗ lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Tiên Đỗ lên giùm em địa chỉ số mà đến cùng một dòng nha chị. Rồi em tới một cái áo khoác nhung màu rêu này với chị. Đây có mũ nha, rất là đẹp luôn. Rồi cái áo khoác này giá của nó là 90k mã số 9. 90k mã số 9 nha. Áo khoác nhung rất là đẹp luôn này mấy chị, màu rêu cực kỳ đẹp luôn. 90k mã số 9 nha, chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nha. Rồi chị Tiên Đỗ em thấy địa chỉ của chị rồi này. Rồi chị rồi Hưng Thịnh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị Hưng Thịnh ơi. Chị Hưng Thịnh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em lên một cái váy hồng này mấy chị. Đây. Váy màu hồng ruốc đi tiệc cũng rất là đẹp luôn nè.
Váy hồng này thì tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị yêu ơi, 52kg lại vừa nha. Rồi cái màu hồng này giá của nó là 95k, mã số 95 này. Chị Hưng Thịnh ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. 95k mã số 95 này, màu hồng ruốc chất ren của nó này mấy chị, chất ren của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Đây chất ren rất là đẹp luôn. 95k mã số 95, chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em nè. 52kg lại vừa. Rồi ok chị. 95 mã số, chị ơi nhớ vé lấy giùm em nha. Chứ thật sự khách của em á hả, 10 người thì hết 10 người, không ai ghé lấy hết á. Rồi 95 của chị Tường Vi nè, em chốt chị Tường Vi nè. Chị Tường Vi, em chốt chị Tường Vi 95 nha. Ủa? Nãy giờ lấy nhiêu rồi má? Rồi em lên một cái maxi này mấy chị. Một cái váy maxi này, không phải cái hồng á. Một cái váy maxi này mấy chị ơi, một cái váy maxi màu trắng nè. Ở bên trong là có quần nha mấy chị nha. Đây bên trong xẻ tà một bên có quần nè. Váy maxi này giá của nó là 85k, ai lấy thì còn mấy mã số 11. 85 mã số 11. Đây có chất co giãn tốt nha mấy chị. Có chất co giãn tốt nha, tầm người 53kg lại mặc cũng vừa nha. Hồi đó em có lấy một lần rồi mai tâm. À rồi ok ok chị Hương Thịnh nha. Ok chị. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 11. Mã số 11, mã số 11 nè. Đây, mặc rất là đẹp luôn. Mã số 11 nè mấy chị mặc lên biển rất là đẹp luôn nha. Rồi chị Lưu Julie Phạm em chốt cho chị cái này mã số 11 nè. Rồi em lên một cái zoom trễ vai nè mấy chị ơi. Zoom đen trễ vai nè. Rồi cái zoom đen này giá của nó 80 mã số 2. 80 mã số 2 phi size nha mấy chị. Zoom đen này phi size nha. Đây chất rất là co, ở giữa eo của nó là chất co giãn như vậy nè. Đó 80k mã số 2 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. 80k mã số 2 nha, rất là dễ mặc luôn. Người ốm người mập gì mặc cũng được nha mấy chị. 80k mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Mã số 2 80, mã số 2 80 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nè. Mã 2 80k nè mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Đây chất cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, free size nha. Ờ chị ơi em thấy cái nào thì em like cái đó nha chị Thủy Tiên ơi. Tại vì đồ lộn xộn á, bắt được cái nào like cái đó thôi chị. Rồi cái zoom đen này mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nè. Mã 2 80k nha. Rồi để em coi có cái gì đi tiệc không, em like vô nè. Rồi em tới tiếp một cái váy hàng new nè mấy chị. Đây váy đi tiệc hàng new nè, trễ vai như vậy nha, bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha, ở phía dưới của nó là bèo bèo như vậy nè mấy chị. Rồi cái váy này giá của nó là 100.000, chị nào lấy còn mấy mã số 100 nè. Cái này là hàng new nha mấy chị nha, hàng new nè. Chất của nó nè mấy chị cực kỳ đẹp luôn nha, bên trong có mút ngực dày dặn nha. Giá của nó là 100.000, chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 nè. Mã số 100 nha. Đây 50kg lại vừa, mã số 100, chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 nha mấy chị. Váy màu đen đi tiệc này bên trong có mút ngực dày dặn nha, chị nào lấy thì còn mấy mã số 100. Cái đó là hàng new nha mấy chị, mấy cái đó là hàng new nha. Mấy chị chia bài, chia sẻ livestream giúp em với nha mấy chị ơi. Đây hả, chị có cái chỗ này thôi. Hả? Cái nào ta? Rồi em tới tiếp một cái zoom này hả? Đổi chỗ like rồi. Chị em đổi chỗ like chị Trần Thủy ơi. Rồi đây em tới một cái zoom này mấy chị ơi. Ôi cái zoom này dễ thương lắm nè mấy chị ơi. Đây một bên nó có một cái đai cột nha, ở trước nó có cái đai cột nè. Rồi cái zoom này tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Rồi cái zoom này giá của nó là 100k này. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 để chị. Chị Trâm Huỳnh ơi, chị lấy cái này hả? Zoom này 100 nha. Chị chốt cho em mã số 100 giùm em nha. Mã số 100 giùm em nha.
Rồi dung đẹp lắm nè. Đây mấy chị nhìn chất này, chất của nó cực kỳ đẹp luôn á. Mặc lên nha. Đây mặc lên có một cái một bên tay như vậy nè. Rồi chị Jun đi phạm 100 nè. Rồi em chốt cho chị Jun Yula Phạm nè. Rồi chốt cái này chị Yula Phạm nha. Dung dài 100 nè. Chị Trâm Hoàng ơi, chị lấy đâu về mặc vừa không chị? Dung dài 100 hết rồi mấy chị ơi. Rồi em tới một cái, rồi em tới một cái váy body này mấy chị. Váy body bi nha. Em có thấy chị, em có thấy chị Tiến Trương nha. Em thấy chị Tiến Trương nha. Rồi em tới một cái body này. Body này giá của nó 90k nè. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Cái này zoom hay không phải. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 9 giúp em nha. 90 mã số 9, chị nào lấy comment mã số 9 giúp em nè. Đây bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Có quần jean dài không chị? Quần jean dài hôm nay ít lắm em ơi. 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nè. Rồi mã số 9 của chị gì? Rồi chị Toán Phan Vân lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Chị không lên thì em để qua chị Trâm Huỳnh nha. Chị Tuấn Phạm ơi, Tuấn Phan ơi, cái đó thì tầm người 50kg lại vừa thôi nha chị nha. Chị mà thấy thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Cái hàng của em là hàng thanh lý, hàng new gì em có bán hết nha chị ơi. Rồi chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng với chị Tuấn Phan ơi. Rồi chị Tuấn Phan lên được kìa. Cái này sao nó phục cái kiểu gì kỳ ta. Lên rồi em lên một cái set này. Đây set chân váy của nó bên trong có quần nha mấy chị. Set của nó là đây chân váy xếp ly này, bên trong của nó là có quần nha. Rồi áo của nó là áo màu cam này. Đây áo dây màu cam nha mấy chị, mặc thích thì mặc đóng thùng, còn không thì thả ra cũng đẹp nha. Rồi cái set này giá của nó là 90k. Ai lấy set này còn mấy cái mã số 9 nè. Set 90k mã số 9, tầm người 50kg lại vừa nè. Chị nào mà lấy thì còn mấy cái là set 90 nha. Set 90 bên trong có quần này mấy chị. Rồi chị Hoàng Thủy Tiên mã set này. Rồi em để set cho chị Hoàng Thủy Tiên lên mấy em địa chỉ số hôm nay. Chị Hoàng Thủy Tiên ơi, Hoàng Tiên có đơn chưa? Rồi chị Hoàng Thủy Tiên lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị Hoàng Thủy Tiên ơi. Rồi em tới một cái váy bi này mấy chị. Váy bi này. Rồi cái váy bi này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Váy bi này giá của nó là 95k mã số 95. Nè mấy chị nhìn nè, chất của nó rất là đẹp luôn nha. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn nè. 90 hết rồi chị Hương Phan ơi. Rồi chị Hoàng Thủy Tiên không cho em để qua cho người khác nè. Chị Hoàng Thủy Tiên ơi, cao mấy 6 vừa không? Chắc chắn vừa luôn nha chị Hoàng Thủy Tiên ơi. Chắc chắn là vừa luôn nha chị. Hả? Rồi cái này giá của nó 95 nè. Rồi 95 của chị Như Hana nè. Rồi chị Như Hana lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Như Hana ơi. Chị Như Hana lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi mấy chị ơi chia sẻ live stream lên lại giúp em nha. Chia sẻ lên lại giúp em nha mấy chị. Chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Rồi em lên một cái áo khoác nè. Rồi em lấy một áo khoác này. Chị Như Hana ơi lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị Như Hana ơi. Chị Hoàng Thủy Tiên lên giùm em địa chỉ luôn nha. Rồi em lấy một cái áo khoác này. Rồi áo khoác này giá của nó 80 mã số 8 nè mấy chị. Để gọi luôn. Rồi 80 mã số 8 nè mấy chị. Đây áo khoác 80 mã số 8 nha. Áo khoác vàng 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy áo đó thì comment mã số 8 giúp em. Bộ chị mặc không bán em ơi. Bộ chị mặc không bán nha. Rồi 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. 80 mã 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em. Áo khoác màu vàng 80 mã số 8 nha. Ủa? Nhìn nó có tối không? Chị Như Hana ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn đó chị ơi.
Rồi em lấy một cái áo khoác rin này mấy chị. Đây áo khoác rin nha. Áo khoác rin này tầm người 55kg đổ lại là vừa nha mấy chị. 55kg đổ lại là vừa nha. Rồi cái áo khoác rin này giá của nó 90 nè. Ai lấy thì còn mấy cái mã số 9 nè, 90 mã số 9 nha. Mấy chị nhìn nè, áo khoác rin cực kỳ mới luôn á, mới tinh luôn nha. 90 mã số 9, chị nào lấy thì còn mấy mã số 9 giúp em. Mã 990. Ôi tiên độ ơi, yếm rin đó người ta lấy đâu mà em. Lấy đâu làm sao chị để cho em được. Rồi chị Nguyễn Vân mã số 9 lên giùm em địa chỉ luôn đây chị Nguyễn Vân ơi. Lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Em ơi cái yếm rin đó để chị kiếm yếm rin khác nha. Yếm rin em có cái yếm rin này cũng đẹp lắm nè. Hay là em lấy yếm rin này đi. Có cái yếm rin này đẹp lắm nè em. Em ơi có cái yếm rin này đẹp lắm nè em. Tiên độ ơi có yếm rin này còn đẹp lắm nè. Rồi chị Nguyễn Vân lên giùm em cái địa chỉ nha chị Nguyễn Vân ơi. Rồi yếm rin này giá của nó 60 nè. Ai lấy thì còn mấy mã số 6 về từ phối áo giùm em nha. 60 mã số 6 chị nào lấy thì về phối áo giùm em nha. Rồi chị nào lấy thì còn mấy mã số 6 giùm em nè. Sáng mai ship sớm cho chị đi Sài Gòn nhé. Rồi ok chị Dung La Phạm nha. Ok chị. Rồi chị nào lấy thì còn mấy em nha. Dạ vậy để em yếm. Rồi tiên độ lấy yếm này đúng không em ơi? Rồi ok tiên độ mã số 6 đấy đúng. Tiên độ này nếu mà lên thì chụp lại. Thì em inbox địa chỉ rồi ok ok em. Nhớ inbox giùm chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Váy suông có mũ nha. Đây váy suông có mũ nè. Rồi váy suông này giá của nó là 50k mã số 5. 50k mã số 5 nha. Chị nào lấy thì còn bên mã số 5 giúp em nha mấy chị. Cái này có mũ mặt mang giày bata cực kỳ dễ thương luôn. 50k mã số 5, chị nào lấy thì còn bên mã số 5 giúp em nè. Váy suông màu vàng 50k mã số 5, chị nào lấy thì còn bên mã số 5 giúp em nha. Mấy chị ơi chia sẻ like cho giùm em với nha. Chia sẻ like giùm em với nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy màu xanh. Rồi mã số 5 của chị Dương La Phạm nè. Rồi em tới một cái màu xanh coban nè mấy chị. Váy xòe màu xanh coban nha. Cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị nhìn chất này, chất của nó dày dặn rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này giá của nó là 85k mã số 85 nè. 85k mã số 85 nha, mặc khối bill đẹp lắm mấy chị. Rồi cái này mà mấy chị mặc khối bill cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc nó tôn da rất là đẹp luôn. Rồi 85k mã số 85, chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nè. 85 mã số 85. Rồi 85 của chị Dung La Phạm này. Rồi em chốt cho chị Dung La Phạm mã số 85 này. Rồi em lên tiếp một cái váy body này mấy chị. Váy body bên trong có một ngực dày dặn nha mấy chị nha. Bên trong có một ngực dày dặn này. Ở giữa nó có một cái dây xích như vậy nha. Một bên tay của nó có dây xích như vậy nè. Đó 85. Cái này giá của nó là 95k mã số 95. Bên trong có mút ngực dày dặn tầm người 50kg đổ lại vừa. Nếu mà cao trên mét 6 thì 52kg đổ lại vừa nha mấy chị. Rồi 95k mã số 95 này. Body màu cam bên trong có mút ngực dày dặn nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. 95k mã số 95. Chị nào lấy hay còn mấy mã số 95 nha. 95k mã số 95 nha mấy chị. Rồi 95 em chốt chị Như Hana nè. Rồi 95 chốt chị Như Hana nha. Chị Như Hana ơi, chị lấy giùm em cái địa chỉ luôn đi chị ơi. Chị Như Hana ơi, lấy giùm em cái địa chỉ luôn đi chị ơi. Rồi em tốn một cái váy xòe dài nè mấy chị. Đây váy xòe dài nha, giá của nó là 60k mã số 6 nè. Cái này size của nó là size 27 nha mấy chị. Size 27 nha. Đây size 27 nè. 60k, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 6 nè. Váy xòe dài qua gối luôn nha mấy chị. Váy xòe dài qua gối luôn nha. Rồi 60k mã số 6, chị nào lấy thì còn mấy mã số 6 giúp em nha. Chị Như Hana ơi, lên giùm em cái địa chỉ luôn đi chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái chân váy rin nè. Chân váy rin size 26-60k. Chân váy rin size 26-60k. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 26. Mã số 26. Mã số 26-60k nè.
size 26 mã số 26 này. Size 26 mã số 26, chị nào lấy thì comment mã số 26 60k nha mấy chị. 60k nha, chân với riêng chỉ có 60.000 thôi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Mấy chị ra ngoài mua không bao giờ có giá đó nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác riêng này mấy chị. Này. Rồi 26 của chị như Du La Phạm gì không? Rồi chị Du La Phạm em chốt chị 26 này. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác riêng rất là đẹp luôn này mấy chị. Rồi áo khoác riêng này giá của nó là 90k nha. Ai lấy áo khoác riêng này thì comment em là áo khoác này. Áo khoác 90k, trời cực kỳ mới luôn, đẹp lắm luôn mấy chị. 90k nha, chị nào lấy thì comment em là áo khoác riêng 90 này. Áo khoác riêng 90 nha mấy chị, áo khoác lụng nha, dạng lụng nha. Đây dạng lụng nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Đây mấy chị mặc phối với giày ba tay gì cực kỳ đẹp luôn nha. Đây dạng lụng nha mấy chị, dạng lụng nha. Rồi áo khoác riêng 90k. Ai lấy thì comment em áo khoác 90 này. Rồi chị Tuấn Phan Vân này 90, em chúc chị Tuấn Phan Vân này. Tuấn Phan Vân 90 chốt chị Tuấn Phan Vân này. Rồi em đang tiếp một cái áo khoác màu gió màu đỏ đô này mấy chị. Em nhầm. Áo khoác gió màu đỏ đô nha. Chất rất là đẹp luôn. Cái gì? Sọc chị đang mặc. Hết rồi em ơi. Rồi ok ok Tuấn Phan nha. Hết rồi em ơi. Rồi đây, cái áo khoác gió này. Áo khoác gió giá 80 mã số 8 này. Áo khoác gió 80 mã số 8 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em này. Một bên nó có sọc như vậy nha mấy chị. 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em. Áo khoác gió 80 mã số 8. Rồi 8 của chị Nga Trần này, chốt chị Nga Trần mã số 8 nè. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác phao màu đỏ này mấy chị. Áo khoác phao màu đỏ giá của nó 95k, chị nào lấy thì comment mã số 95 nha. Áo khoác phao đỏ rất là đẹp luôn nè. Mã 8 hết rồi mấy chị ơi, mã số 8 hết rồi, mấy chị chia sẻ like giùm em nha. Chị Mai Ly ơi, mã 8 hết rồi mấy chị ơi. Đây áo khoác này 95k mã số 95, áo khoác màu đỏ nha. Cái này tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. Áo khoác đỏ 8. Chị vừa nói bao nhiêu ta? Có cái gì ta? Đây 85k, chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em. Áo khoác phao này mấy chị, áo khoác phao màu đỏ nha. 85k mã số 85 này. Đây nó cao cổ lên như vậy nha mấy chị. Mặc rất là ấm luôn. Gần tới mùa đông rồi mấy chị mua về để cho anh mặc mùa đông này, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị nhầm á. 95 nha, chị nào lấy thì comment mã số 95 giùm em nha. Rồi em tới tiếp một cái body đỏ này mấy chị ơi. Body đỏ bên trong có mút ngực dài dặn nha, body đi tiệc này. Body đỏ bên trong có mút ngực dài dặn tầm người 50kg lại vừa. Rồi chị nào mà lấy cái body này thì comment mã số 990k này. Mã số 990k nha, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Mã số 990 bên trong có mút ngực dài dặn, mấy chị phối view vô rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy cái body đỏ này comment mã số 9 giúp em này, bên trong có mút ngực dài dặn này. 85 của chị Thanh hả? Mã số 9 của chị Rita Nguyễn nè. Mã số 9 hết rồi chị Julie Phạm ơi. Thanh Kiều lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. 95 chứ ta. Bỏ chị ấy đi, lỡ nói thôi. Chị Thanh Kiều lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Thanh Kiều ơi. Chị Thanh Kiều lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị lấy cái áo khoác 85 thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên một cái áo khoác tiếp này. Giá của nó 90 mã số 9 này mấy chị. 90 mã 9 nha. Áo khoác chất cực kỳ dài dặn luôn. Đây, 90 mã số 9 này. Rồi form của nó rất là đẹp luôn nha mấy chị. 90 mã số 9 mấy chị nhìn chất của nó này, chất cực kỳ đẹp luôn nha. 90 mã số 9 chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Áo khoác này. Rồi chị Rita Nguyễn mã số 9 nè, em cho chị mã số 9 cho chị này. Cái đó từ từ chốt cũng được.
Rồi em lên tiếp một cái yếm này mấy chị. Yếm này kèm áo nha. Yếm này kèm áo màu cam nè. Đây kèm áo màu cam, mấy chị có thể mặc áo cam này với quần khác cũng được nha. Yếm này size của nó size 27 nha. Hả? Rồi ok chị. Rồi cái yếm này giá của nó là 90 này. Ai lấy yếm này còn mấy em yếm này. Yếm 90k nha. Chị nào lấy thì còn mấy em yếm 90 này. Đây yếm 90 nha mấy chị, có khối áo bên trong luôn nha. Yếm 90k này, chị nào lấy thì còn mấy em là yếm nha. Đây khối áo bên trong luôn. Yếm 90, chị nào lấy thì còn mấy em là yếm này. Comment giùm em là yếm nha mấy chị, yếm cho đỡ lộn nha. Comment yếm cho đỡ lộn nha mấy chị. Đây có áo bên trong luôn. Trời cái yếm này mặc lên rất là đẹp luôn nha mấy chị. Tại vì yếm này là dạng yếm ôm cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi chị Linh Phương Chi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Linh Phương Chi ơi. Chị Linh Phương Chi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Chị Linh Phương Chi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Zoom đỏ bi này, cực kỳ đẹp luôn, hàng new luôn nha. Chất cực kỳ đẹp, 50kg đồ lại vừa. Rồi cái zoom bi này giá của nó 100.000. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 100. Mã số 100 50kg đồ lại vừa này mấy chị. Đây zoom cổ vest rất là đẹp luôn nha, 50kg đồ lại vừa này. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 100 nha. Mã số 100 này, chị nào lấy con mấy mã số 100 này. Đây, rồi 100 em chốt chị Rita Nguyễn này. Zombie đỏ em chốt chị Rita Nguyễn mã số 100 này. Rồi em lên một cái áo khoác màu rêu này mấy chị. Em lên một cái áo khoác màu rêu nha. Đây có mũ ở phía sau nha. Ủa cái này đâu phải mũ đâu đúng không? Có mũ ở phía sau này mấy chị ơi, có mũ ở phía sau này. Rồi cái áo khoác rêu này giá của nó là 100.000 nha, mặc cực kỳ ấm luôn. 100.000, chị nào mà lấy cái này thì còn mấy em là khoác nha. Khoác 100.000 nè mấy chị, khoác rêu 100.000, chị nào lấy thì còn mấy em làm còn mấy em là khoác nha mấy chị, còn mấy em là khoác nha. Khoác rêu 100.000 này. Chất dày dặn rất là đẹp luôn, chị nào lấy thì còn mấy em là khoác này. Đây. Khoác này. Đó. Rồi khoác của chị Linh Phương Chi này. Linh Phương Chi lên địa chỉ chưa? Rồi em đang tiếp một cái zoom này mấy chị. Zoom màu đỏ còn zoom không chị? Còn em ơi, còn zoom dài này màu hàng new luôn nè. Zoom dài hàng new luôn nha. Đây, mặt phối bill rất là đẹp luôn. Rồi cái zoom này giá của nó là 90k mã số 9 nè, hàng new luôn á. Chất này mấy chị nhìn chất này, chất rất là đẹp luôn nha. 90k mã số 9, ở dưới của đó là quần dạng ống rộng nha mấy chị. Đây ở dưới của nó là dạng ống rộng, mấy chị mang giày cao lên rất là đẹp luôn. Rồi 90 mã số 9 nè, ai lấy thì còn mấy mã số 9 giúp em nè. Rồi chị Rita Nguyễn mã số 9, em chốt chị Rita Nguyễn mã số 9 nha. Dung ngắn như chị á hả? Dung ngắn như chị đây nè em. Có màu trắng nè. Đây dung ngắn màu trắng nè. Rồi giá 7, cái này giá 70, ai lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. Dung trắng này 50kg đồ lại vừa, 70 mã số 7. Em ơi hàng có khi là mốt đi nha, nếu mà ngày mai chị có hàng chị like thêm một đợt nữa thôi, mốt đi hàng nha em. Còn nếu mà ngày mai chị không like thì ngày mai đi hàng luôn nha. Rồi cái này 70 mã số 7 này, dung màu trắng này mấy chị. Rất là đẹp luôn nha, 70 mã số 7, 50kg đồ lại vừa. Chị nào mà lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nè. Dung trắng 70 mã số 7 nha. Chị nào lấy dung trắng thì còn mấy mã số 7 giúp em nè. Một bên có túi luôn nha mấy chị. Đây một bên có túi rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy dung trắng thì còn mấy mã số 7 giúp em. 70 mã số 7. Rồi em tới tiếp mã 7 của chị Tuyết Trinh nè. Rồi chị Tuyết Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này, giá của nó 95k mã số 95 hàng new nè. Bên trong có mút ngực dài dặn 50kg lại vừa, 95k mã số 95.
95k mã số 95 này, hàng new nha mấy chị, cái này là hàng new nha. Bên trong có mức ngực dày dặn, mặc lên form của nó rất là đẹp luôn. Rồi 95k mã số 95, chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em này. Rồi 95 của Tuyết Trinh, rồi chị Tuyết Trinh ơi, lên giúp em địa chỉ số điện thoại trong cùng một dòng đi chị ơi. Chị Trâm Huỳnh ơi, chị comment chậm rồi chị ơi. Sao hôm nay chị comment chậm vậy? Chị Tuyết Trinh lên giùm em địa chỉ luôn nha. Rồi em tới một cái váy messy dài nè mấy chị. Váy messy dài màu vàng nè. Giá của nó là 90k. Chị nào lấy comment mã số 9 giúp em. 90 mã số 9 phi size nha. Cái này phi size nha mấy chị. Đây phi size nè. 90 mã số 9. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Người ốm người mập gì đều mặc được hết nè mấy chị. Rồi cái này mấy chị mặc đi biển gì cực kỳ đẹp luôn nha. 90 mã số 9. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Váy messy màu vàng 90 mã 9 này. Bầu được không Hương? Được nha, được nha Bôn Bôn ơi. Rồi bầu vô tư luôn á bà ơi. Cái này nó rộng thanh thang luôn á. Mà cái chất vải của nó dễ chịu lắm. 90 mã số 9 nha, chị nào lấy comment cho em. Bầu bì bon chen được luôn nha. Thảo ơi, Thảo bầu mấy tháng thôi. Thảo bầu mấy tháng hả Thảo? Rồi em tới tiếp một cái set này mấy chị. Đây cái áo của nó là màu xanh bơ rất là đẹp luôn nè. Chân váy của nó là size 26 nha. Chân váy của nó là size 26 nha. Rồi cái set này giá của nó 95k. Ai mà lấy set này thì comment em là set 70, set 95 nha. 7 tháng sự chật á. Ừ 7 tháng sự chật á. Rồi 95k ai lấy thì comment em là set 95 này. Set 95k nha mấy chị. Trời cái set này dễ thương quá này mấy chị. Chỉ có 95 ngàn thôi. Chính ra là cái áo 40 nha. Áo 40 quần 55. Rồi 95 của chị Coca Lớp nè. Rồi chị Coca Lớp xét 95. Em để chị Coca Lớp nè. Coca Lớp 95 nha. Chị Coca Lớp comment trước nha mấy chị yêu. Rồi em tới tiếp một cái áo len nè mấy chị. Áo len màu xám nè. Đây áo len xám nha, rất là đẹp luôn nè. Rồi cái áo len này giá của nó 90, hàng new nha mấy chị, hàng new nha. Hàng new này mới tinh luôn nha. Rồi 90, ai lấy cái áo khoác này thì comment cho em là khoác này. Khoác 90k, ai lấy thì comment cho em là khoác này. Ủa, là sao chị Yuleo La Phạm ơi? Chị Yuleo La Phạm comment sau á chị nha. Chị lấy trước mà, chị comment sau chị ơi. Chị comment sau á. Do mạng mấy chị á, chị comment sau rồi. Rồi lên 90. Khoác Tuyết Trinh, hồi chị đã comment gì á, khoác hả? Rồi khoác của chị Tuyết Trinh này, tại vì em nói comment khoác, mấy chị comment đúng em nói nha. Rồi khoác của chị Tuyết Trinh này, chốt chị Tuyết Trinh này. Rồi em coi tiếp một cái này hàng new này mấy chị. Có bao nhiêu rồi? 90. Đây em tới một cái váy hàng new này. Em tới một cái váy xòe hàng new nha. Váy xòe màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi cái váy xòe này giá của nó 100.000. Chị nào lấy thì con mấy mã số 100 này. Hàng new nha mấy chị. Đây hàng new này mấy chị, nhìn chất nè. Chất rất là đẹp luôn nha. 50kg lại vừa. Chân váy chữ A hả chị? Chân váy chữ A em không có thôi chị ơi. Áo khoác nữa không chị? Còn em ơi, còn Phương Anh ơi. Áo khoác còn nha. Chân váy chữ A em không có chị Ngọc Diệp ơi. Rồi 100.000 của chị Coca Lớp nè. Rồi 100 em chốt chị Coca Lớp nha. Rồi chị Julie Phạm ơi, chị comment sau rồi. Sao chị mạng chị là bị chậm không hả? Comment sai rồi, chị comment bị sai rồi chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy hồng xòe nè mấy chị. Váy hồng ren xòe nè, giá của nó là 75k mã số 75 nè. 75k mã số 75. Chị nào mà lấy cái váy này comment mã số 75 nha. 75k mã số 75 nè. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment mã số 75 nha mấy chị. Mã số 75 tầm người 52kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì comment mã số 75. 75k mã số 75 52kg lại vừa nè. Cái này mặc đi tiền cũng rất là đẹp luôn. Rồi 75 lúc thì chị cá cô lớp ở đâu vậy? Nãy giờ lấy hơn nhiều lắm. Chị nào lấy nhiều phải cọc trước khi em nha. Rồi em tới một cái áo khoác đẹp quá này mấy chị ơi. Rồi áo khoác đẹp vậy. Hello, what?
lên địa chỉ giùm em chưa? Chị lên địa chỉ giùm em cho chị cô cá lớp thôi, hình như chị mới chốt số điện thoại thôi hay sao á. Cái này nó bị mất khóa rồi nè mấy chị. Cái áo khoác này đẹp rồi, bị mất khóa rồi. Rồi cái này em bớt với chị. Chị cô cá lớp ơi, chị lên địa chỉ giùm em nha. Áo khoác này đẹp quá. Rồi cái áo khoác này nó bị mất khóa rồi, để em mua nhiều. Mua nhiều cũng hỏi là sao? Chiếu kỹ kỹ luôn đó. Em chụp vào trong kia chưa? Áo khoác đó mua 100.000 đó chị ơi. Nhưng mà nó bị mất khóa rồi, để em thay khóa đã. Nếu mà chị nào lấy thì em thay khóa cho nha. Cái áo khoác vừa rồi á, 100.000 á, chị nào lấy thì em thay khóa cho. Áo khoác nó đẹp lắm luôn á. 100.000 á chị ơi, nếu mà lấy thì em thay khóa nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác linh nè. Đây, áo khoác linh này giá của nó 90, mã số 9, 90 mã số 9 nha. Chị chưa lên địa chỉ mà chị cứ chốt hoài. Chưa lên địa chỉ mà phải không? Chị lên ra, chị inbox giùm em đi chị cô ca lớp ơi. Tại vì nhiều lúc comment bị ẩn á chị. Chị lên giùm em, chị inbox giùm em nha chị cô ca lớp ơi. Rồi mã 9 của chị Du La Phạm nè, rồi em chốt chị Du La Phạm nè. Chị 48 kg em ơi. Chị 48 kg. Bữa nay như con heo vậy á. 48 kg. Chị 48 kg nha. Cho nên là đồ chị tầm người 53 kg trở lại là vừa mặc vừa đẹp nhá. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body này dành cho người 48 kg đổ lại là vừa đẹp nha mấy chị nha. Em thay khóa cho chị. Ơ chị thay khóa cho. Lấy cái áo khoác riêng nó 100 để chị thay khóa cho Tuấn Phan nè. Rồi để chị thay khóa cho nha. Em đánh dấu luôn nha để mai chị thay khóa. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body này cái kia kìa. Cái này của Du La Phạm. Rồi em tới tiếp một cái body này nè. Tầm người 48 kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị nha. Rồi body này giá của nó là 90. Ai lấy thì comment em là body nha. 90 body, ai lấy thì comment em là body. Body của Du La Phạm. Chị Du La Phạm ơi, chị coi thử có vừa cái này không. Cái này eo của nó hơi nhỏ, tầm 48 kg đổ lại mới vừa chị nha. Dung giống chị hết rồi em ơi. Váy đi tiệc qua gối hả? Để em coi thử đã nha chị nha. Đây 90 này. Chị Du La Phạm ơi, chị coi vừa thì ok giúp em nha. Tại cái này tầm người 48 kg lại vừa thôi. Đây chấp coi giãn mặt lên form của nó đẹp lắm luôn á. Rồi ok chuẩn chị Du La Phạm này. Rồi ok chị cô ca lớp này. Rồi em tới một cái áo khoác màu đỏ, màu áo khoác dạ màu đỏ thôi mấy chị. Áo khoác dạ màu đỏ dạng lụng nha. Áo khoác dạ đỏ dạng lụng này mấy chị. Đây. Rồi áo khoác này giá của nó là 100.000 luôn. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 100. Em đánh dấu cái áo khoác kia chị nha. 100 này chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 này mấy chị. Áo khoác len, áo khoác dạ này, rất là đẹp luôn. Đây do em mặc cái em mặc đồ phối nhìn nó hơi vô duyên xíu á. Em mặc đây, rất là đẹp luôn này. Giá của nó là 100.000 nha. Áo khoác dạ màu đỏ chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 nha. Mã số 100 này 100. Rồi chị nào lấy cái áo khoác này còn mấy mã số 100 nha. Giá của nó là 100 nè. Áo khoác dạ đỏ nè mấy chị, gần tới mùa lạnh rồi mấy chị mặc mua mặc mùa đông nha. 100 chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 giúp em nha. 100 nha mấy chị. Mấy chị yêu ơi, chia sẻ like chia cho em với nha. Chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Cái gì thay khóa cho em với. Ai ghé rồi ok. Để chị thay cho, sáng mai chị đi thay sớm nha em yên tâm nha. Mai chị đi thay sớm nha em nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị ơi. Bên trong có mút ngực dày dặn nè. Váy bên trong có mút ngực dày dặn nha. Váy màu trắng nè, bên trong có mút ngực dày dặn. Tầm người 50 kg lại vừa. Ở cái này là cái dung nha mấy chị. Dung trắng nha. Dung trắng này đây, mặc lên nó như vậy nè. Rồi cái dung này giá của nó 80. Chị nào lấy comment mã số 8 giúp em nè. Dung trắng 80k mã số 8 bên trong. Cái này là dung nha mấy chị nha.
80k mã số 8, bên trong có mút nút dày dặn nha mấy chị. Bên trong là có mút nút dày dặn nhá. 80 mã số 8 nè. Đây, mặt nó trễ vai ra vậy nha. Tiên độ mã 8. Rồi tiên độ mã số 8, chốt cho tiên độ mã số 8 nè. Chốt cho tiên độ mã số 8 nè. Rồi em tới tiếp một dạng cái váy maxi màu trắng nè mấy chị. Váy maxi màu trắng 60k mã số 6 nè, cái này free size nha. 60k mã số 6 free size nè. Chị nào lấy thì coi mấy mã số 6 nha. Dạng váy maxi trễ vai 60k mã số 6. 60k mã số 6 đồ đẹp của em cảm ơn chị nha. 60k mã số 6 nè, chị nào lấy thì coi mấy mã số 6 với em. Dạng váy maxi trễ vai nha mấy chị. Đây dạng váy maxi trễ vai nha. 60k mã số 6, chị nào lấy thì coi mấy mã số 6 giúp em nè. Rồi em lên tiếp một cái zoom nè mấy chị ơi. Cái zoom đen nè. Trời cái này đẹp quá. Rồi cái này giá của nó 95k mã số 95. Chị Như Hana mã số 6 nè. 95k mã số 95 nè mấy chị. Đây bên trong có một ngực dày dặn nha. Ở phía trong là có quần nè. Ở ngoài là dạng lưới bi nha. 60. Rồi chị nào chốt cái này thì còn mấy em là mã số 95 50kg rồi lại vừa đi tiệc rất là đẹp luôn nè mấy chị. Cái này là dạng ống nha, 95k mã số 95 nè. Để chị zoom. Chị Du Lan Ngô Phạm ơi, chị comment giùm em nha. Chứ chị nói và em không để được. Tại vì em đọc mã số á, nếu chị nào mà để mã số em phải để cho chị đó á. Rồi chị Tuyết Trinh 95 nè. Rồi em để chị Tuyết Trinh 95 nè. Rồi em tới một cái này hàng new nè mấy chị. Một cái váy hồng da hàng new nè. 95 hết rồi nha mấy chị. 95 hết rồi nha. Rồi một cái váy hồng da, một cái váy hồng da hàng new nè. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 990k. Mã số 990k, chị nào lấy thì comment mã số 990k giúp em nha. 90 mã số 9, 90 mã số 9 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nè. Đây, tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Nếu mặc lên phối cái bill nhỏ nhỏ vô ngang eo là rất là đẹp luôn. Rồi hàng new 95k, 990 chứ. 90 mã số 9 nè, 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9. Rồi chị Loan Nguyễn lấy giùm em địa chỉ số 2 trên khu một dòng nha. Rồi em lấy một cái áo khoác rin nè. Rồi chị Loan Nguyễn lấy giùm em địa chỉ số 2 trên khu một dòng nha. Rồi em lấy một cái áo khoác rin lửng này mấy chị. Rồi áo khoác này giá của nó là 90 luôn. Ai lấy thì còn mấy mã số 1. 90 mã số 1 nè. Áo khoác cực kỳ mới luôn nha mấy chị nhìn nè. Áo khoác rin rất là mới luôn nha. 90 mã số 1. Chị nào lấy thì comment với mã số 1 nè. 90 mã 1. 90 mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã số 1 cho em. Zoom đen mã 95 chị chốt cho em. Cho Tuyết Trinh đó Tuyết Trinh ơi. 95 zoom đen chị chốt cho em á. Rồi mã số 1 90k này mấy chị. Mã số 1 90k áo khoác rin lửng nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái áo khoác rin này thì comment mã số 1 cho em. Mã số 1 nha mấy chị. Mã 1 90k nha. Mã 1 90. Rồi em lấy một cái áo này mấy chị, áo sơ mi nè. Áo sơ mi 40k mã số 4 nè. Sơ mi 40k mã số 4 nha. Chị Loan Nguyễn ơi, lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị Loan Nguyễn ơi. 53kg vừa không vừa nha chị Oanh Oanh ơi. 53kg vừa áo khoác nha chị. 40 mã số 4 nè mấy chị, mặc phối với lại là quần rin lưng cao hoặc là cho quần rin lửng cũng rất là đẹp luôn nha. Sơ mi 40 mã số 4 rồi ok chị Loan nè. 40 mã số 4 sơ mi nè. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 với em nha. Sơ mi đỏ này ở trước nó có một cái vần này nữa nha mấy chị. 40 mã số 4 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 với em. Rồi tiếp em lên một cái áo khoác rin lột một cái áo khoác len này mấy chị. Áo khoác len sọc nè. Ai kêu cái gì vậy? Áo khoác len sọc nè mấy chị. Áo khoác len len lửng sọc rất là đẹp luôn nè. Rồi cái này giá của nó 85k mã số 85 này mấy chị nha. 85 mã số 85 này. Đây rất là đẹp luôn. Áo len nha. Áo len lửng này mấy chị, chất co giãn tốt nha. Chất co giãn tốt này. Rồi 85k mã số 85. Rồi 85 của chị Rita Nguyễn này. Rồi em chốt chị Rita Nguyễn mã số 85 này. Ôi trời. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác mà màu hồng ruốc này mấy chị. Áo khoác màu hồng ruốc nha. Áo khoác gió màu hồng ruốc này, cái này dành cho người 55kg mặc cũng vừa nha. 55kg mặc cũng vừa.
Rồi cái áo khoác này giá của nó là 85 luôn. Ai lấy thì comment mã số 15. 85k mã số 15 này. 85k mã số 15 nha. Màu hồng rút cực kỳ đẹp luôn nha. 55kg lại vừa nha mấy chị. Rồi chị nào lấy thì comment em nha. Đây có túi này 15 của chị Linh Phương Chi này. Đây rất là đẹp luôn nha. Ở bên sau có túi nha. Ở có mũ nha. Rồi 15 của chị Loan Phương Chi này. Rồi em chốt chị Loan Phương Chi mã số 15 này. Hả? Linh Phương Chi. Ừ. Rồi em tới tiếp một cái váy body màu xám này mấy chị, tay dài này. Rồi body này giá của nó 80 nha. Mấy chị mặc khối bill vô rất là đẹp luôn nè. 15 của chị kia trước em ơi. 15 của chị Linh Phương Chi trước à em ơi, Tuyết Trinh ơi. Nếu mà của em trước thì là để cho em rồi nha. Rồi em tới một cái body 80 mã số 8 này mấy chị. Body này 80 mã số 8 nè. Cái này thì tầm người 52-53kg rồi lại là vừa nha mấy chị. 80 mã số 8 mấy chị mặc phối bill vô rất là đẹp luôn nha. Màu xám nè. 80 mã số 8 chị nào lấy thì comment đi mã số 8 nha. Mã số 8 80k, mã số 8 80k nè. Chị nào lấy cái body này comment mã số 8 với em. Rồi chị Julie Phạm mã số 8 nè. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác nè. Một cái áo khoác mà ấy ra là đấy bỏ. À không. Không. Rồi em tới tiếp một cái dạng áo khoác vest nè mấy chị. Áo khoác vest nha. Ở giữa là nó có, ở giữa là nó có cái dây lịch luôn. Đây ở giữa là nó có cái dây lịch luôn nè. Áo khoác này dành cho mấy chị ấy mặc đẹp lắm. Đây ở giữa là nó có cái dây lịch luôn nha. Rồi cái này giá của nó là 100.000 này. Áo khoác này 100.000 nha. Có dây lịch luôn này mấy chị. Cái này mấy chị mà mặc váy thì phối rất là đẹp luôn nha. Em mặc cái dùm sọc có phối áo khoác nhìn nó hơi bị xấu một xíu. Đây rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi chị nào lấy áo khoác này thì còn mấy em là khoác giùm em nha. Chất của nó này mấy chị nhìn chất gần này. Chất của nó không có hề bị rất là mịn luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy khoác này thì còn mấy em là khoác 100.000 nha. Ở giữa nó có một cái bill như vậy nha mấy chị. Ở giữa nó có một cái dây lịch như vậy luôn này. Rồi chị nào lấy khoác này thì còn mấy em là khoác 100.000 nha. Khoác 100.000 này. Tầm người 52-53kg lại là vừa nha mấy chị. Tầm người 52-53kg lại vừa nha. Rồi khoác của chị Yula Phạm này. Rồi khoác của chị Yula Phạm này. Em chốt chị Yula Phạm khoác này. 100. Rồi em tới tiếp một cái zoom dài nè mấy chị. Zoom sọc nha. Rồi cái zoom này tầm người 55kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 55kg lại vừa nha. Zoom này giá của nó là 70k. Ai lấy thì còn mấy mã số 7 nè. 70 mã số 7. 70 mã số 7 nha mấy chị. 70 mã số 7 zoom sọc nha. 70 mã 7 nha. Cái này tầm người 53-54kg lại là vừa nha. 70 mã 7 chị nào lấy sáng giao chị được không? Được nha chị ơi. Chị Julie Phạm ơi, sáng mai em giao sớm đó chị nha. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 7 nha. Rồi mã số 7 của chị Julie Phạm luôn này. Chốt chị Julie Phạm mã số 7 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị ơi. Váy tiệc nè, váy đi tiệc rất là đẹp luôn nè. Váy xòe đi tiệc cực kỳ đẹp luôn nha. Đây mấy chị nhìn nè. Đây mấy chị nhìn chất của nó nè. Ở trước là nó có hộp ngọc trai như vậy nha. Rất là đẹp luôn. Rồi cái này dành cho người 52kg lại thì vừa nha mấy chị. Váy đen đi tiệc cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó 100.000 nha. Chị nào mà lấy váy đen này thì còn mấy cái mã số 2 nè. Mã số 2 100.000. Rất là đẹp. Mã số 2 100.000 nha mấy chị. Đây nó có màu đen lên form rất là đẹp luôn. Cái này là hàng thiết kế, hàng cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị nhìn nè. Đây chất của nó rất là đẹp luôn nha. Ở trước là đính hộp như vậy nè. Có nha em ơi, chị có gọi điện thoại chốt hàng nha. Gọi điện thoại chốt hàng em. Rồi mã số 2 của chị Thanh Lê hả? Thanh Lê đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Thẩm Lê hả? Rồi chị Thẩm Lê lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Chị hôm lên em để cho qua cho chị Julie Phạm nha. Chị nào mà có đơn thì em để hả? Từ chị Thanh Lê ơi, chị lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị.
không lên em để qua cho người khác nha, em để qua người phía sau nha. Rồi em lên một cái body xanh Coban này mấy chị, body màu xanh Coban, cái này dành cho người 50kg đổ lại vừa thôi này mấy chị. Nếu như mà cao trên 1m6 thì 52-53kg đổ lại vừa nha. Rồi cái này giá của nó là 100.000 luôn, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 15 này. Bên trong có mút ngực dài dặn nha mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dài dặn này. Body một bên của nó là có, đây một bên nó có phần nhún như vậy nha. Chị Thắm lên không lên để qua chị phía sau đi. Đây mã số 15 100.000, rất là đẹp luôn. Rồi body 15 để chị Rita Nguyễn nè. Rồi em chốt cho chị cái này Rita Nguyễn, em chốt body cho chị Rita Nguyễn nè. Chị Julie Phạm em 15 hết rồi chị ơi. Rồi em lên một cái áo khoác gió này mấy chị, áo khoác gió màu xanh này. Giá của nó là 80k mã số 8, 15 hết rồi chị Như Na, chị Như Hana ơi. Rồi cái này giá của nó 80, ai lấy comment nhưng mà khoác 80k này. Ai lấy thì comment là khoác 80k nha. Khoác gió này mấy chị, rất là đẹp luôn. 80k này, một bên là của nó là có sọc trắng như vậy nha. 80k chị nào lấy thì comment mã số 8. Mã số 8 80. Mã số 8 rồi, khoác 80 của chị Coca Lớp nè. Rồi 80 của chị Coca Lớp, chốt với chị Coca Lớp nè. Tuyết Trinh ơi, chị comment sau rồi, sao chị comment chậm vậy ta. Rồi em tối một cái váy đuôi cá hàng new này mấy chị. Váy đuôi cá hàng new nha. Cái này dạng đuôi cá này, mặc lên form đẹp lắm nè. Cái này do em không thử lên cho mấy chị thấy form nha. Trời ơi cái form này lên đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi cái này là hàng new nha. Hàng new này còn tem mát luôn nha. Bên trong có mút ngực dài dặn nè. Bên trong của nó là có mút ngực dài dặn, ở dưới là dạng đuôi cá như vậy nha mấy chị. Đó dạng đuôi cá như vậy nè. Rồi cái này giá của nó 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95 nha. Đây 95k mã số 95. Cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi. Chị nào mà lấy thì comment cho em nha. Chị nói comment khoát. Rồi 95 của chị Rita Nguyễn nè. Theo máy chủ đi. Theo máy chủ nha em ơi. Chị kia cũng comment vậy mà. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác hàng new nè mấy chị. Đây em tới một cái áo khoác hàng new nè. Cái này là hàng new luôn nha. Rồi áo khoác này 90. Ai lấy thì comment cho là khoác 90 này. Áo khoác này chất dày dặn lắm nha mấy chị. Không phải là chất mỏng mỏng dí đâu nha. Áo khoác chất dày dặn mỏng chứ phải là dạng mỏng đâu nha. Đây hàng new luôn nha, còn tem luôn nè. Giá 90k, chị nào lấy khoác này thì comment cho em là mã số 9 nè. Mã số 9 90, ở phía sau của nó là có mũ nè. Rồi khoác 90 của Tuyết Trinh nè, chốt Tuyết Trinh nè. Rồi 90 chị chốt cho Tuyết Trinh nè. 90 chốt cho Tuyết Trinh nha. Rồi em lên tiếp một cái zoom đen này mấy chị. Đây zoom đen nha. Rồi zoom đen này giá của nó 80k nè, phi size nè. 80k phi size nha mấy chị. Đây 80k phi size nha. Chị nào lấy hết con mấy cái mã số 8 nè. Đây zoom cổ. Rồi 80k mã số 8 zoom đen nè. 80k mã số 8 phi size. Người ốm người mập gì đều mặc được hết nha mấy chị. 80k mã số 8. Chị nào lấy hết con mấy cái mà mã số 8 nè, mã số 9 hết rồi mấy chị ơi. Cái này mã số 8 nè, chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Dùm màu đen 80k mã số 8 nè, chất rất là dày dặn luôn. Đây chất cực kỳ dày luôn nha mấy chị. 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Dùm đen nè 80k mã số 8 nè, chị nào lấy thì comment mã số 8 với em. Còn chị ơi body đây nè chị. Rồi body trắng nè. Body trắng giá của nó là 85k mã số 85 này. Chị ơi xả cái baby giùm, cảm ơn. Baby nào em ơi. Trời ơi hàng chị bỏ vô cả đống rồi, thôi sao mà biết đường mà xả được. Đây 85k mã số 85 này mấy chị. Tầm người, cái này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị. Body trắng này, body ren trắng này. Rồi 85 của chị Du La Phạm này, chốt chị Du La Phạm nha. Áo sơ mi hôm nay hình như không có em ơi. Áo sơ mi hôm nay ít lắm. Áo sơ mi. Sơ mi hôm nay ít lắm. Có cái sơ mi này được không em? Sơ mi đỏ nè.
sơ mi đỏ 40k nè em. Có nha chị ơi, sơ mi đỏ 40k nè. Ai lấy thì còn mấy mã số 4 với em nè. Sơ mi 40 mã số 4 nè. Cái gì? Tiếp body đi em, dài dài đợi em xíu. Thôi chị nào lấy cái này còn mấy em nha. Đây, cái ống tay của nó là dạng bèo nhiều như vậy nè. Ơ bèo, dạng bèo này bèo nhiều. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy em nha. 40k mã số 4. Ủa cái máy nó hợp à? 40k mã số 4 nè. Áo khoác nãy giờ em like quá trời đó chị ơi. Nãy giờ em like áo khoác quá trời luôn á. Rồi em lên một cái set này mấy chị. Set chân váy đỏ nè. Set chân váy đỏ với áo sơ mi đen nha. Rồi cái set này giá của nó là 80 luôn nha. Chị nào lấy set này thì còn bao nhiêu là set 80 nè. Đây. Set đỏ 80k, chị nào lấy thì còn bao nhiêu là set 80 nè. Set đỏ 80, chị nào lấy thì còn bao nhiêu là set nha. Set 80 nha. Set 80 nha mấy chị. Áo sơ mi màu đen nha, chân váy màu đỏ nè. Set 80k, chị nào lấy set này thì còn bao nhiêu là set 80. Set 80k nha, chị nào lấy thì còn bao nhiêu là set 80 nè. Ủa? Rồi em lên tiếp một cái áo khoác rin nè mấy chị. Áo khoác rin lụng nha. Rồi áo khoác rin lụng này giá của nó 90. Ai lấy áo khoác rin này thì còn mấy em là khoác 90. Rồi như Hana 80 nè. Em ơi coi cho kỹ rồi rồi được cái nào thì hãy đặt nha. Chứ trên hàng của chị bỏ vô trong kia chị không có lấy ra xả được đâu đó. Hàng chị chất chất lên rồi đâu có ngồi mà tìm em được đâu. Rồi áo khoác 90k, áo khoác lụng lụng màu rin nè mấy chị. 90 nè. Chị nào lấy thì còn mấy em nè. 90 của chị Linh nha. Ừ. 90 của chị Linh Nuti nè. Chị Linh Nuti hình như có lấy hàng của mình rồi đúng không? Rồi chị Linh Nuti lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại. Chị Linh Nuti ơi, lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Có chưa? Chị Linh Nuti ơi, có phải chị khách cũ của em không? Em sợ bị trùng á. Hả? Cái gì em đi? Có em ơi, tí nữa nha. Tí nữa đi, để chị like lại ít đã. Đi buồn muộn á, đi ra sớm quá chán lắm. Rồi em lên một cái áo khoác nè mấy chị. Áo khoác đen nha. Áo khoác lụng đen nè, rất là đẹp luôn. Ở phía sau của nó nè. Rồi áo khoác này giá của nó là 90k luôn. Ai lấy thì còn mấy mã số 1. 90 mã số 1 nè. 90 mã 1 nha mấy chị. 90 mã số 1 nha. Rồi ok chị lên Luti nè. 90 mã số 1 nè. 90 mã 1 nha mấy chị. Áo khoác đen có mũ rất là đẹp luôn. Rồi mã 1, ừ em tí nữa đi nha. Mã 1 của chị Linh Phương Chi nè. Rồi chốt mã 1 của chị Linh Phương Chi nè. Rồi em lên tiếp một cái váy nè mấy chị. Đây. Rồi cái váy này giá của nó 75k mã số 75 nè. Váy trễ vai nha, 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 nha. Mã số 75 nè. Mã số 75 à, Lê Khánh Thuận An ơi, em chọn thêm để mai chị đi đơn nha em ơi. Chọn thêm ngày mai chị đi đơn nha. 90. Rồi 75 mã số 75 nè. Chị nào lấy con bên mã số 75. Cái này 75k nha chị. 75k nha. Đây trễ. Cái này cái tay của nó là trễ vai như vậy nè. Tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. 75k mã số 75. Chị nào lấy cái này thì con bên mã số 75 giúp em nè. Mã số 75 nha mấy chị nha. Rồi chị cô ca lớp 75 nè. Like áo khoác đi em. Chị ơi nãy giờ em like áo khoác nhiều lắm luôn á chị. Chị để em coi còn áo khoác thì em like tiếp nha. Tại vì nãy giờ em like áo khoác nhiều lắm. Rồi em tới tiếp một cái váy đây. Váy rồi đợi em xíu chị ơi. Rồi cái này giá của nó là 50k nè. 50k nha. 50k chất co giảm nè. Chị nào mà lấy thì còn mấy cái mã số 5 nè. Mã số 5 50k nè. Mã số 5 50k nha mấy chị trễ vai nha. 50k mã số 5. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 nè. Mã số 5 50k váy trắng body đi tiệc đi chị. 50k mã số 5. Em ơi chị like từng mẫu nha. Thấy mẫu nào like màu đó thôi. Tại vì đồ về chị không có biết được cái nào là cái nào luôn á. Đây em tới tiếp một cái zoom trắng đây nè mấy chị. Em tới tiếp một cái zoom trắng nè. Rất là đẹp luôn. Đây cái zoom trắng giống như lúc nãy em có một cái màu đen á.
95.000 nè, chị nào lấy thì con mấy mã số 95 nè. Đây màu trắng nha, bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Cái này là hàng new luôn nha mấy chị, hàng new luôn nha. 95.000, chị nào lấy thì con mấy mã số 95 nè. Đây 95.000 mã số 95 nha. Rồi cái này mặc lên đẹp lắm luôn. Rồi 95 của chị Linh Luti này, rồi em chốt chị Linh Luti 95.000 này. Chị Linh Luti 95 này. Chị Linh Luti khách cũ không? Rồi em đem một cái set nha mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dày dặn nha. Set này bên trong có mút ngực dày dặn nha. Set chân váy bút chì này. Áo và lớp tốt. Bên trong có mút ngực dày dặn. Rồi set này giá của nó là, set này giá của nó là 85k đi. 85k mã số 85. 85k mã số 85 này. Đây cái áo của nó là dạng mút như vậy nha. 85k mã số 85 nguyên set này. 85k mã số 895. 85k mã số 85. Chị nào comment em đi. Xếp comment em 85 nha. Em chốt một số 85 mà mấy chị. Rồi 85 của chị Du La Phạm này. 85 của chị Du La Phạm này. Rồi em tới tiếp một cái, đây em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Ôi cái zoom này đẹp lắm nè. Zoom đẹp lắm luôn nè. Rồi zoom này màu đen nha. Giá của nó là 85k luôn. Mã số 2. 85k mã số 2. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 nha. 85 mã số 2 nè. 85 mã 2, 85 mã 2 nha mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 nha. 85k mã số 2 nè. Đây zoom màu đen nha. Zoom màu đen 85k mã số 2 nè. Mấy chị nhìn nè, trời ơi, em nhớ cái zoom này mà hàng mới mua phải là 180 lần. Đây 85k mã số 2. Chị nào mà lấy cái zoom này thì còn mấy cái mã số 2 nha. 85 mã số 2 nha mấy chị. Còn body không em? Body hả? Rồi đợi em xíu. Để em coi còn body không. Body dài qua gối được không chị? Body mà dài qua gối được không chị Du La Phạm ơi? Còn, em không biết còn body không phải chết, tại vì đồ đang còn nhiều lắm. Hả? Chốt đi, có. Rồi Hương Mai mã số 2, em chốt chị Hương Mai mã 2 nè. Mã 2 đâu ta? Hương dùm đen á, chị mua. Rồi em tới một cái váy bi nè mấy chị, váy xòe bi nè. Còn á chị Du La Phạm ơi, Du La Phạm còn body á, nhưng mà bây giờ đợi em xíu ra từng mẫu nha chị, tại vì đồ còn nhiều á. Rồi em tới một cái váy bi này mấy chị, chất cực kỳ dài dặn luôn. Rồi cái váy bi này giá của nó là, cái này là zoom hay váy ta? À cái này là zoom nha mấy chị, cái này là zoom bi nha. Zoom bi này giá của nó 90, ai lấy thì còn mấy mã số 9. Zoom bi 90 nha, ở phía trong của nó là có quần này mấy chị. Zoom bi 90 mã số 9. Zoom bi 90 mã số 9 bi Nguyễn Huyền Trang. Chị lấy váy bi. Rồi ok chị này. Chị đọc rồi, chị comment mã đi chị. Ờ rồi comment mã đi nha, chứ không lỡ người khác comment đi không để được đâu. Rồi tới một cái body này mấy chị. Đây body đen trơn nha. Body đen trơn phối bi vô cho nó đẹp nè. Rồi body này giá của nó 70, mã số 7 số 9 hết rồi nha mấy chị. 70 mã số 7 nè. Đây váy trơn nha mấy chị nha. 70 mã số 7 mấy chị, phối bill cho nó đẹp nha. Tầm người 52kg lại vừa nè. Body nè 70 mã số 7. 70 mã 7. Chị nào lấy con mấy mã số 7 giúp em. Hằng Hoa mã 7. Rồi Hằng Hoa mã 7, chốt cho cô Hằng mã số 7 nè. Mua đồ không phải chốt, tại vì em sợ mấy người kia người ta kìa. À mua đồ không biết. À mua đồ không phải chốt đâu. Phải cô Hằng không? Phải cô Hằng không? Cô Hằng ơi phải cô, tại con sợ nhầm tên á. Phải cô Hằng không? Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Rồi cái váy này vải của nó là chất von nha. Rất là đẹp luôn. Đây em đưa gần chất này. Bên trong có mút ngực nè mấy chị. Bên trong là có mút ngực nha. Cái vải của nó là dạng von á. Rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này là, cái này là zoom nhá, phải vải đâu. Bị nhầm rồi. Cái này là zoom nha. Zoom nha mấy chị. Rồi cái zoom này giá của nó 85k mã số 85 này.
85k, mã số 85, tầm người 50kg lại vừa thôi. Rồi cái dung này đẹp lắm nè mấy chị ơi, 85k mã số 85. Chị nào lấy thì còn bên mã số 85 giúp em nè. Ở trước của nó là đính hộp như vậy nè. Đó. Rồi 85 của chị Rita Nguyễn, chốt chị Rita Nguyễn 85 nè. Tới tiếp một cái váy dạng váy bầu bì bon chen được luôn này mấy chị. Váy này là dạng váy suông nha. Rồi cái váy này giá của nó 75k. Ai lấy con mấy mã số 75. 75k mã số 75 nè. Bầu bì bon chen được nha mấy chị. Cái này mấy chị mặc bầu dễ thương nè. Chị nào mà bầu 8-9 tháng mặc cũng được luôn. 75k mã số 75. Váy dạ hội em không có rồi chị Huyền Trang ơi. Váy dạ hội em không có rồi. Đây váy suông 75k mã số 75 nha mấy chị. Mã số 75 bầu bì gì bon chen được nha. Chị nào lấy thì con mấy mã số 75 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác màu bơ này mấy chị. Áo khoác màu bơ này. Trời ơi, áo khoác này chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Dày dặn rất là đẹp luôn. Rồi áo khoác này giá của nó là 85k. À đây áo khoác này thì còn mấy em nè. Khoác 85k nha mấy chị. 85k này màu bơ này. Chị nào lấy thì còn mấy em mã số 85 nè. 85 mã số 85 nha. Ở phía sau của nó là có mũ nè mấy chị. Đó. 85k mã số 85 nè. Rất là đẹp luôn. Rồi 85 của Hằng Hoan này, cô Hằng phải không? Chất dày lắm nha mấy chị nha. Đây cái tay của nó có cái rồi mã số 85 chị kia lấy rồi nha mấy chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây cái váy này nè mấy chị ơi, chất của nó nè, chất của nó nha. Rồi cái váy này giá của nó là 90k mã số 9 nè. 90k mã số 9 nha mấy chị. Chị nào lấy váy này thì còn mấy mã số 9 giúp em nha. Váy thì dùm đó. Rồi 90k mã số 9 nè. Váy đen này 90k mã số 9 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Cái váy này em nhớ hồi mới mua là phải 280 nè. 90k mã số 9, váy màu đen. Rất là đẹp luôn nha. Cái này Julia Phạm. Rồi chị Julia Phạm, em chốt chị Julia Phạm nè. Rồi em tới tiếp một cái váy bơ này mấy chị, váy màu bơ nha. Rồi cái váy này á hả mấy chị, chị nào mà trắng mặc lên cực kỳ đẹp luôn á. Cái váy bơ này nè, chị nào mà da trắng mặc lên rất là đẹp luôn nha. Phối bi vô nữa cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi cái váy này giá của nó 80 mã số 8 nè mấy chị. 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. Đây váy bơ 80 mã 8. Mấy chị phối bi ngang cái phần eo rất là đẹp luôn. 80 mã số 8, 52kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. Mã 880 nè. Mã 880 nha mấy chị. Rồi mã số 8 của chị Du La Phạm nè. Chị Du La Phạm ở đâu ta? Ở đây mà. Rồi em tới tiếp một cái váy nè mấy chị. Rồi váy này về dạng màu, cái màu này là dạng màu xi măng á. Rồi cái váy này giá của nó là 70 mã số 7 nè mấy chị. 70 mã số 7 nha. 70 mã số 7 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. 70 mã số 7, chị nào lấy thì con mấy mã 7 giúp em nè. 70 mã 7 nè. Rồi mã số 7 của chị Coca Lớp nè, em chốt chị Coca Lớp mã số 7 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe màu vàng nè mấy chị. Giá 75k mã số 9 nè. 75k mã số 9 nha. 75k mã số 9 màu vàng nè mấy chị. 75k mã số 9 ở đây. Nhầm. Rồi 75k mã số 9 nè. Váy vàng 75k mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Rồi mã số 9 của chị Rita Nguyễn, chốt chị Rita Nguyễn mã số 9 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy hoa nè mấy chị.
váy hoa tầm người 52kg loại vừa nhé. Váy hoa 52kg loại vừa, giá của nó là 80. 80 mã số 10. 80 mã số 10 nè. 80 mã số 10, hình như có một cái body trắng đẹp lắm này, mấy chị đợi em xíu nhé. 80 mã số 10 nè. Váy hoa 52kg loại vừa. 80 mã số 10, chị nào lấy comment mã số 10 giúp em nha. Mã 10 80k, mã 10 80 ở đâu? Cái chiếc váy của cái chiếc bụng. Qua rồi. Cô cái dương kinh tuyến hồi sinh nhật chị mà. Không phải cái đó. Ủa? Nó đưa cho một vòng vàng á. Cái gì kinh tuyến chị đâu? Kinh tuyến chị đâu biết đâu. Rồi bị gì vậy? Rồi em tới một cái body này mấy chị. Đây body trắng nè, lúc này chị nào hỏi body trắng đây này mấy chị ơi, body trắng cực kỳ đẹp luôn. 50kg loại vừa, cổ vàng cổ vét nha. Đây, giá của nó là 100.000 nè. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 100. Mã số 100 nè. Ồ. Rồi 100 của chị. 100 của ai đây? Đâu? Hiền Lê. Của chị Hiền Lê rồi. Chị Du Lê Phạm ơi, của chị Hiền Lê rồi nha chị. Rồi 100 em chốt chị Hiền Lê này. Ai trước em để người đó nha. Rồi em tới tiếp một cái zoom hàng new này mấy chị. Zoom hàng new nha. Mấy chị ơi 100 hết rồi. 100 chị Hiền Lê lấy rồi. Đây. Ờ mà chị đặt mã số mấy ra? 100 mã. Rồi đây chị nào mà lấy cái zoom này hàng new nè, giá của nó là 90k nha. Chị nào lấy zoom này thì comment mã số 9 giúp em nha. Zoom này cái vải của nó nè. Đây. Cái của nó là sọc như vậy nha. Đây sọc caro màu cam cam như vậy nè. Đây hàng new luôn nha mấy chị, hàng new luôn nha. Rồi 90k, ai lấy thì comment mã số 9 giúp em nè. 50kg đồ lại là vừa nha. Nếu chị nào mà cao thì 52 53kg mặc cũng vừa nha. Rồi 90 mã số 9 nè. Zoom hàng new 90 mã số 9 nè. Trời ơi hàng mới mà chỉ có 90.000 thôi nha mấy chị. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy zoom này thì comment mã số 9 giúp em nha. Zoom 90 mã 9 nha mấy chị. Zoom 90 mã 9 nha. Cổ vest như vậy nè. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Rồi chị Hương Mai mã số 9 chốt chị Hương Mai nè. Rồi tới một cái body này mấy chị. Đây tới một cái body nha. Body này dành cho người 52kg lại mà cũng vừa nè. Rồi body này giá của nó là 80k mã số 8. 80 mã số 8 nha mấy chị. 80 mã 8 nha. Em vô lên vậy nhìn nó không được đẹp lắm nha. Cái này mặc lên form nhìn form nó mới đẹp được. Rồi 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy cái body này comment mã số 8 giúp em nha. 80 mã 8 nha mấy chị. 80 mã số 8 nha. Chị nào lấy comment mã số 8 giúp em. Rồi em tới một cái áo len màu hồng này mấy chị. Đây mã 8 của chị Du La Phạm nè. Chốt chị Du La Phạm nè. Rồi em tới một cái đây một cái màu hồng này mấy chị. Màu hồng da nha. Rồi cái này giá của nó là 60 mã số 6 nè. Áo len 60 mã số 6 nha. Có túi hai bên như vậy nè mấy chị. 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. 60 mã 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Mã 6 60k nha mấy chị. Ôi trời ơi. Trời ơi mấy chị ơi, đặt đồ nhìn cho kỹ rồi hãy đặt nha. Em nói thì cái đồ của em á, em để chất chất mà làm sao mà xả được. Đồ của em chất đống nó làm sao mà xả được Tuyết Trinh. Trời khổ ghê á, mấy chị nhìn cho kỹ rồi hạt đặt đồ giùm em nha. Trời ơi. Còn em lấy giùm chị đi chứ giờ đồ chị chất lên đâu rồi kìa, em nhìn phía sau thấy không ta. Đây nè. Đó đồ chất đóng rồi nè. Giờ sao mà ngồi mà tìm nha em được. Rồi em tới một cái váy xòe màu đen nè mấy chị. Váy xòe màu đen nha. Giá của nó là 80k nè.
Đây tay lưới như vậy nha mấy chị, tay lưới như vậy nhá. 80k, chị nào lấy váy đen này thì comment với mã số 1 nè. Mã số 1 80k, mã số 1 ở dưới của nó là phối ren luôn nha mấy chị, ở phối lưới luôn nha. Phía dưới của nó là phối lưới luôn nè, một bên tay của nó phối lưới như vậy nè. Ở dưới cũng là như vậy luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã số 1 giúp em. Mã số 1 nè. Rồi chị Du La Phạm mã số 1, chốt chị Du La Phạm mã số 1 nè. Rồi em tới một cái set ống rộng này mấy chị. Set quần ống rộng này. Ơ set quần không phải. Set quần dạng quần legging á. Áo của nó là áo như vậy nha. Đó. Rồi, nguyên set này giá của nó là 95k. Ai lấy thì comment mã số 95 giúp em. Cái quần của nó là size 26 nha mấy chị nha. Quần của nó là size 26 nha. Đây em đưa gần quần mấy chị xem nè. À cái quần của nó phía sau của nó co giảm nè. Đây. Quần của nó dạng quần legging nha, dạng quần legging nè. Cái áo của nó nè. Rồi 95 nè. 95 nè, em chốt chị Du La Phạm 95 nè. Chị Du La Phạm ơi, lấy nhiều phải đặt cọc giúp em nha. Minh Phương ơi, 95 hết rồi chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy suông nè mấy chị. Em tiếp tới tiếp một cái váy suông này 95 hết rồi mấy chị ơi. 95 chị Du La Phạm lấy rồi. Rồi em tới tiếp một cái váy suông giá của nó 80 nè. 80, chị nào lấy váy suông thì comment mã số 8 với em. 80 mã số 8 Thanh Kiều em. 80 mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Chị nào lấy comment mã 8 với em nha. Chị Du La Phạm đây, địa chỉ đâu nè. Chị Du La Phạm ơi, địa chỉ của chị ở đâu á? Chị ở đây hay là đâu chị? Rồi mã 8 của chị Du La Phạm nè. Chị đặt đồ nhiều em thấy sợ ghê. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body màu xanh coban nè. Đây em. Địa chỉ của chị ở đâu á? Hồi nãy chị cho em địa chỉ chưa? Hả? Em lại cái địa chỉ nha. Rồi em tới tiếp một cái body màu xanh coban này mấy chị. Đây. Nguyễn Công Trứ hả? Chị ở Nguyễn Công Trứ hả? Hay là Nguyễn Văn Cừ đó? Nguyễn Văn Cừ đúng không? Rồi em tới tiếp một cái váy màu xanh coban này. Body xanh coban nha. Giá của nó là 90k. Ai mà lấy thì comment mã số 2. 90 mã số 2 này. 90 mã 2. Ở trước nó có một cái đây. Trước nó có một cái đai này nha mấy chị. 90 mã số 2. 50kg đổ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Mã 2 của chị Du La Phạm này. Chị Rita Nguyễn ơi, chị comment sau rồi. 9. Hả? Khách sạn AECM là đâu chị? Từ từ nha. Chị Du La Phạm ơi, là ở đâu chị ơi? Chị cho em lại rõ cái địa chỉ nha. Chứ chị đặt đồ em nhiều em ớn quá. Chị đặt đồ em nhiều em cũng sợ ghê luôn á. Lên nằm đi tiệc với chị. Rồi em tới tiếp một cái quần này mấy chị. Quần này size M nha. Đây cái quần rất là đẹp luôn. Size M, size 27 nha. Nguyễn Văn Cừ. Cho em lại số điện thoại rồi lại là. Số điện thoại có chưa? Có đúng không? Chị Du La Phạm ơi, ngày mai mấy giờ em ship cho chị được? Chị Du La Phạm ơi, ngày mai mấy giờ em ship cho chị được chị? Rồi em tới tiếp một quần size 27 60k này. 162. Giao giờ cho chị cũng được. À dạ chị. Rồi cái này size 27 nè, 60k nè, chị nào lấy thì comment mã số 27 nha. Mã số 27 nè, đây cái quần của nó nè. 60k size 27, 60k size 27, chị nào lấy thì comment với mã số 27 nha. Mã số 27 nè. Ở trước của nó là nó đây, cái quần đây cao cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 27 60k quần rin lưng cao nè. Mã số 27 60k quần rin lưng cao nha mấy chị. Trời ơi, đồ còn nhiều lắm mấy chị ơi.
Đồ còn nhiều lắm, mấy chị cứ từ từ nha. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này, bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn. Rồi váy xòe này giá của nó là 85k, mã số 85. Ôi váy xòe này đẹp lắm nè mấy chị. Đây chất của nó là dạng kim tuyến như vậy nha. Đây 50kg lại vừa. Bên trong có quần nha, cái này zoom chứ phải váy đâu. Bên trong của nó là có quần nha mấy chị. 85k mã số 85. Bên trong có mút ngực dày dặn này, 85 của chị Rita Nguyễn. Chốt chị Rita Nguyễn nè. Rồi em tới tiếp một cái váy này. Cái váy này dành cho mấy chị bầu nha, hàng new này. Dành cho mấy chị bầu thì mặc đẹp nè. Không bầu mặc cũng đẹp luôn. Chị nào gầy gầy thì mặc đẹp nha. 85 hết rồi, mua nhiều nhớ giảm nha. Dạ rồi ok chị. Chị mua nhiều em giảm nha nha. Rồi đây, váy này là hàng new nha mấy chị nha. Mặc giống người mẫu mặc nè. Mặc giống con người mẫu mặc như vậy nè. Rồi cái này giá của nó là, cái này giá của nó 80 nè. Ai lấy comment mã số 8 giúp em. 80k mã số 8 nha mấy chị. 80k mã số 8 nha. Chị nào lấy cái này thì comment mã số 8 giúp em nè. Cái này là màu xám nha mấy chị. Màu xám trắng nha. 80k mã số 8 hàng new nha. Bầu bì gì bon chen được luôn nè mấy chị. Cái này bầu bì gì bon chen được nha. 80k mã số 8. 80k mã số 8. Chị nào lấy comment mã số 8 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái váy nè mấy chị. Ôi váy này đẹp vậy. Váy nó đẹp quá nè, màu của nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Cái màu này lên trắng da lắm. Rồi mã số 8 của chị Yula Phạm nè. Rồi cái này giá của nó 100.000. Chị nào lấy comment mã số 100 nha. Cái này tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. 52kg lại là vừa này. Trời chất vải của nó đẹp lắm luôn. Mấy chị nhìn chất vải của nó nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn nè. Đây chất của nó là đây nha. Rồi ok ok chị. 100.000. Bỏ ra. Julia Phạm 100. Rồi 100 của chị luôn nè. Julia Phạm 100.000 nè. Đây. Rồi em tới một cái set này mấy chị. Cái set này. Đây quần của nó nè. Rồi cái set này giá của nó là 70k. Ai lấy set thì comment em là set này. Set 70k nha. Chị nào lấy thì comment em là set. Set trễ vai nha mấy chị. Mấy chị thích mặc dạng ống cũng được. Đây mặc ống cũng được nè. Mà mặc trễ vai cũng được luôn. Tùy mấy chị nha. Sao mai giao chị nhé. Dạ rồi ok chị. Rồi chị nào lấy cái này thì comment set 70. Rồi 70 của chị My Diễm nè. Chị My Diễm lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị My Diễm ơi. Chị My Diễm lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Body màu da nha. Body màu da này, cổ yếm nè. Rồi body màu da cổ yếm nha. Body này tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Rồi body này giá của nó 80, mã số 8. 80 mã số 8, 50kg lại vừa. Đây mặc lên như vậy này. Rồi body, cái body màu da này mặc lên cực kỳ trắng da luôn nha mấy chị. 80k mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. Cổ yếm lên như vậy này. Đó cổ yếm như vậy nha. Rồi chị Yula Phạm mã số 8 nè. Chị My Diễm lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Mấy chị chia sẻ like giùm em với nha. Mấy chị chia sẻ livestream giùm em với nha. Mã 8 hết rồi chị Đặng Châu ơi. Chị kia comment mất rồi. Mã số 8 hết rồi nha chị Sương ơi. Mã 8 hết rồi. Rồi em tới một cái váy tầng này mấy chị. Rồi váy tầng này giá của nó 75k mã số 75 nè. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em nha. 75k mã số 75 nè. Đây váy màu vàng. Váy suông màu vàng. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment với mã số 75 nha. Mã số 75 này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. 75k mã số 75 nha. Rồi chị Lung Nguyễn 75k nè. Em chốt chị Lung Nguyễn nè. Rồi em tới một cái váy nè mấy chị. Váy xòe nè. Màu đỏ đô nha. Rồi cái này 80 mã số 8. Mà 75 hết rồi chị Nguyễn Lan ơi. Chị Mai Hương 75 hết rồi. Rồi cái này 80 mã số 8. Chị nào lấy comment mã số 8 của em nha. Ủa Mai Hương coi thường 2 Mai Hương hả? Mai Hương rồi Mai Hương. À cái này Mai Hương hả? Rồi cái này 80 mã số 8 nè. Tầm người 52-53kg loại vừa nè mấy chị. 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 của em. Rồi mã 8 của chị Linh Luti nè.
Rồi chốt mã 8 chị Linh luôn ti này. Rồi em lên tiếp một cái váy su, váy su này mấy chị. Sọc sọc đen trắng nha. Rồi cái váy này giá của nó 70, tầm người 52 kg lại vừa. 70 mã số 7. 70 mã số 7 này. Đây, ở trước của nó này, chất của nó nha, chất cực kỳ đẹp luôn á. 70 mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Mã số 7 70. Mã số 7 70 52 kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 7 nè. Mã số 7 70k. Rồi chị Thắm Lê lại có đơn rồi đúng không? Chị Thắm Lê ơi, chị có đơn chưa chị ơi? Nếu mà chưa có đơn thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Thắm Lê lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em tới tiếp một cái váy Messi này mấy chị. Váy Messi này, trời ơi đẹp lắm luôn. Rồi cái váy Messi này giá của nó 90k mã số 9. 90k mã số 9 nha. Đây dài qua gối lúc này rất là đẹp luôn nha mấy chị. 90k mã số 9 nha. Thắm Lê chưa có đơn này. Chị ơi, chị lên địa chỉ muộn á, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng lại chị Thắm Lê ơi. Nãy chị lên địa chỉ muộn nên là không để cho chị được á. Julia Phạm mã số 9 nè. Đây. Cái váy Messi này để chị Julia Phạm này. Đẹp lắm luôn. Rồi mã 9 của chị Julia Phạm này. Sao rồi? Rồi em tới một cái váy xòe nè mấy chị. Váy xòe này giá của nó 70 mã số 7 nè. Váy xòe 70 mã số 7 nha. Tầm người 50 kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nè. Mã số 7 70 ở phía sau của nó là có đai cột như vậy nha mấy chị. 70 mã số 7. Nguyễn Thị Minh Tâm ơi, em có lấy cái váy đỏ không? Nếu em không lấy thì để chị xả ra nha. Rồi 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 nha. Tại cái váy đỏ đó chị đợi lâu lắm rồi đó. 70 mã 7, chị nào lấy thì comment mã 7. Rồi chị cô ca lớp mã số 7 chốt chị cô ca lớp này. Đi gì ta. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị, bầu bì bon chen được nha. Cái váy này là màu hồng da nè. Màu hồng da bầu bì gì bon chen được nè. Rồi cái váy suông này giá của nó là 75k mã số 75 này mấy chị. 75k mã số 75 nha. Cái này mấy chị bầu bầu mặc dễ thương lắm nè. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment mã số 75 nè. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em nha. Váy suông nè, 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em. Rồi 75 của chị Phương Loan nè. Rồi chị Phương Loan lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng chị Phương Loan ơi. Chị đơn đầu thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Phương Loan ơi. Rồi em lên một cái set thể thao này mấy chị. Set thể thao giá của nó 70. Ai lấy thì còn mấy mã số 1. Rồi chị Thắm Lê em thấy của chị rồi nha. Rồi 75 của chị Phương Loan lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Phương Loan ơi. Rồi 70 mã 1, 70 mã 1 set thể thao này. 70 mã số 1, một bên của nó là có hàng chữ như vậy luôn nha. 70 mã số 1, chị nào lấy comment mã 1 giúp em. Mã 1, 70. Rồi chị cà chua và rốt mã số 1 này. Rồi em lên tiếp một set thể thao rồi này mấy chị. Đây, set thể thao hàng. Đây nha, cái quần của nó nè. Rồi cái set này free size nha. Free size này. Rồi size người ốm thì mập gì mặc đều được hết. Rồi cái set này 80k mã số 2. 80k mã số 2. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. Chị Phương Loan ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Đặt đồ không lên địa chỉ số điện thoại sao mà em ship hàng được chị. Rồi 80k mã số 2 free size này. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Mã số 2 80. Mã số 2 80. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. Này. Set cực kỳ đẹp luôn, set thể thao rất là đẹp luôn. Mã số 2 80k. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe màu xanh này mấy chị. Cái này zoom hay váy ta? À cái này là zoom nha mấy chị. Zoom nha, zoom màu xanh này. Rồi cái zoom này 50 kg lại vừa. Giá zoom này là 70k, mã số 1.
70k mã số 1, chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em. 70 mã 1 nè, 70 mã số 1 nè, chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nha. Mã 1 70, mã 1 70 này, chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em. Dùm màu xanh này 50kg đồ lại vừa. Rồi chị Rita Nguyễn mã số 1 nè. Sao hay vậy, chị Hương chưa đọc mã, mấy người kia biết trước đi luôn. À em ơi, do em cái gì ta, do mạng của em á. Tại vì người ta comment nhiều á nên là người ta nhảy trước em, lúc nào em cũng thấy sau như vậy á. Rồi em lên một cái set này mấy chị, set quần nha. Set quần rất là đẹp luôn này. Đây. 70. Rồi set quần rất là đẹp luôn này mấy chị. Set này là màu xanh nha. Rồi set này giá của nó 75k mã số 75 này. Đây set 75k mã số 75. Chị nào lấy set này thì comment mã số 75 nha. 75k mã số 75 này. Đây. Đây mặc như vậy này mấy chị. 75k mã số 75 này. Rồi 75 của chị Linh Luân Ti này. Zoom dài không em? Zoom dài hết rồi chị ơi. Rồi 75 của Linh Luân Ti. Rồi em lên tiếp một cái body ống này mấy chị ơi. Body ống sọc nè. Body ống sọc trắng đen nha. Body này tầm người 50kg đổ lại vừa. Nếu mà cao trên mét 6 thì 52-53kg đổ lại vừa nha mấy chị. Rồi cái body này giá của nó 90k mã số 9. 90k mã số 9 nè. Body rất là đẹp luôn. Đây mấy chị nhìn nè. Đó, mặc ôm vô người cực kỳ đẹp luôn nha. Hối dày lên người cực kỳ đẹp luôn nha. 90k mã số 9. 90k mã số 9 nè. Chị nào lấy body này comment mã số 9 giúp em. 90k mã số 9 đó, chị nhìn chất này. Chất rất là đẹp luôn nha. 90 mã 9 50kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Số 9 của chị Rita Nguyễn nè. Rồi chốt chị Rita Nguyễn mã số 9 nè. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body này là xẻ tà nha. Mặc lên là xẻ tà nha mấy chị. Mặc lên là xẻ tà nè. Đây ở dưới của nó là xẻ tà như vậy nè. Rồi cái body này giá của nó 95k mã số 95 nè. 95k mã số 95 nha. Xẻ tà ở dưới 50kg lại vừa. Mặc lên rất là đẹp luôn. Đây 95k mã số 95 nè mấy chị. 95k mã số 95 nè. Mặc lên trễ tay như vậy nè mấy chị. Đó mặc lên trễ tay như vậy nè. Cực kỳ đẹp luôn. 95k mã số 95. 95k mã số 95 nha. Chị nào mà lấy thì comment mã số 95. Body xẻ tà nè. Chị nào lấy thì comment mã số 95 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái váy maxi nè mấy chị. Váy maxi nha. Rồi cái váy maxi này giá 70. Giá 70 chị nào lấy comment mã 7 giúp em. 70 mã số 7. 70 mã số 7 nha. Cái này tầm người 55kg đồ lại vừa nha mấy chị. Tầm người 55kg đồ lại vừa nha. 70 mã số 7 chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Body. Đây 70 mã số 7. 70 mã số 7 rồi đợi chị xíu lên body. Body sổ không còn nữa chứ. Body sổ hết rồi em ơi. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Đây zoom hoa nha. Zoom hoa này. Zoom hoa cổ yếm nè. Rồi zoom này giá của nó là 75k. Zoom hoa 75k mã số 75. Em mỗi lần nhẹ nhẹ đau đầu quá. Rồi 75k mã số 75 nè. Cái này tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Zoom hoa 75k mã số 75 nha. Zoom yếm nè. 75k mã số 75, chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em. Mã số 75 zoom hoa 75k mã số 75. Chị nào mà lấy thì comment mã số 75 nha. Mã số 75 nha mấy chị. Zoom hoa mã số 75 nè. Tầm người 50kg đổ lại vừa. Rồi em tới tiếp một 75 của chị của cô Hằng Hoan nè. 75 chốt cho cô Hằng Hoan này. 75k cô Hằng Hoan.
Rồi em tới tiếp một cái váy suông này, hàng new này mấy chị. Váy suông màu vàng hàng new này. Cô Hằng vừa không? Vừa cô ơi, chắc chắn vừa luôn. Rồi em tới tiếp một cái váy suông màu vàng này mấy chị. Váy suông này hàng new, giá của nó là 70k nha. Chị nào mà lấy thì comment với mã số 7. 70 mã 7, 70 mã 7 này. Chị nào lấy comment mã số 7 với em. Mã số 7 70k nha. Mã số 7 70, chị nào lấy thì comment mã số 7 với em nè. Mã số 7 70 nha, để lên đây cho đi mới lấy. Rồi em tới tiếp một cái váy đỏ này mấy chị, cái này hàng new nha. Hàng new nè. Trời, váy đỏ này đẹp lắm luôn. Mấy chị nhìn chất của nó nè. Bên trong của nó là có mút ngực hàng new nha mấy chị. Hàng thiết kế luôn á. Đây, bên trong của nó là có mút ngực nè. Mút ngực dày dặn luôn nha. Đây, mút ngực dày dặn luôn. Rồi cái váy đỏ này em sale giá của nó 100.000 thôi. Chị nào mà lấy thì comment mã số 100 nè. Váy đỏ này tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. Chị nào mà lấy thì còn mấy mã số 100. Mã số 100 nha, hàng new nha. Bên trong có mút ngực dày dặn. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 100 giúp em này, 52kg lại vừa. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi 100 của chị Tuấn Phan Văn gì nè. Rồi chốt 100 chị Tuấn Phan Văn gì nè. Rồi em lên tiếp một cái body này mấy chị. Body màu nu nha. Body màu nu này. Cái này tầm người 53-54kg rồi lại mặc cũng vừa nha mấy chị. Tại vì chất co giảm nha. Rồi cái này giá của nó 75k. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em. 75k mã số 75. Một bên của nó là có viền như vậy này mấy chị. 75k mã số 75. Chị nào lấy comment mã số 75. Body màu nu này mấy chị. Body nu 75 của Mai Hương này. Rồi chị Mai Hương ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị đơn mới thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên tiếp một cái 48kg chắc chắn vừa luôn nha chị. Chắc chắn là vừa luôn. Lâu anh. Xin cảm ơn Tần Minh Họa của Vũ Toàn Bước Nhảy. Và cũng xin được chia sẻ với quý vị ca khúc Nhân Gian, một gói thờ với phần lời được viết bởi một thí sinh của quốc gia. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị ơi. Em trao bằng chị á. Vừa em ơi, chắc chắn vừa luôn chị, 48kg á. Chị bữa nay 48kg lận, hôm bữa có 45kg thì lên 3kg luôn. Chị để đồ không lấy em buồn chị hả? Đâu có đâu. Đâu có đâu chị cà chua ơi, em đâu có buồn như chị đâu. Đây em tới tiếp một cái body này mấy chị nhìn nè. Body nha, body này tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa thôi, mấy chị phối bill vô nữa rất là đẹp luôn. Rồi body này 80, ai lấy comment mã số 8 với em. 80k mã số 8, 80k mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nha. Mã số 880. Rồi ok chị Mai Hương nè. Em thấy địa chỉ của chị rồi nha. 80k mã số 8. Chị nào lấy body này comment mã số 8 với em nè. Body 80 mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em.
Rồi em tới tiếp một cái zoom trắng này mấy chị. Đây, zoom trắng nha. Cái zoom này thì ở giữa của nó là ai không. Đây, cái này thì tầm người 52kg lại là vừa nha mấy chị. 52kg lại là vừa nha. Rồi cái zoom này giá của nó 70. Ai lấy zoom này thì comment em là zoom 7 nè. Zoom 70k, ai lấy thì comment em là zoom 70 nè. Zoom 70 nha, ai lấy thì comment em là zoom 70. Chân váy sao chị? Ý là chân váy riêng hay là chân váy gì? Áo thun không chị? Có em ơi. Rồi zoom 70 nè, ai chốt zoom này thì comment với mã số 7 nha. Vậy hả, từ từ rồi chị lấy nha em không? À, dạ rồi, ok chị cà chua nha. Ok chị. Rồi 70 mã số 7 nè, áo thun hả? Áo thun sao ta? Áo thun hôm nay ít lắm. Hôm nay chỉ có set với lại váy là nhiều à. Set với lại là váy là nhiều nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái set này. Đây. Rồi cái set này giá của nó là 85k. Ai lấy set này thì comment mã số 85 giúp em nè. Tầm người 50kg đồ lại vừa nha. Set 85k, chị nào lấy thì comment mã số 85 nè. Set 85 50kg đồ lại vừa. Set body nha mấy chị. Đây. Trời ơi, cái set này mặc lên đẹp lắm luôn á. 85k mã số 85 của chị Rita Nguyễn nè. Rồi em chốt chị Rita Nguyễn mã số 85 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Ôi cái váy xòe dễ thương quá. À cái zoom nhá. Zoom hoa này, cái này là zoom nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Em có quần tây. Quần tây em bán hết rồi chị ơi, nãy giờ em bán hết rồi. Rồi em tới một cái zoom hoa này, tầm người 50kg đồ lại vừa. Rồi cái zoom này giá của nó 80. Ai lấy thì comment với mã số 8 nè. Zoom 80 mã số 8 nha. Zoom hoa 50kg đồ lại vừa. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. 80 mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã 8 với em. Đây bên trong của nó có mút ngực dày dặn nha. Rồi mã 8 em chốt cho chị Rita Nguyễn nè. Mã 8 chốt chị Rita Nguyễn nè. Rồi em tới một cái váy rin nè mấy chị. Váy rin nha. Váy rin dễ thương vậy. Rồi em tới một cái váy rin này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Rồi váy rin này giá của nó là 75k mã số 75. 75k mã số 75 nè. Váy rin dễ thương lắm nè mấy chị. Một bên của nó có túi như vậy nha. Đây trước có túi rất là dễ thương luôn. 75k mã số 75. Mấy chị mang với giày bata màu đỏ, mặc với váy rin này dễ thương lắm nè. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì comment với mã số 75 nha. 52kg đồ lại vừa nha mấy chị. Váy rin 75k mã số 75 nè. Rồi 75 của chị Rita Nguyễn nè. Rồi em tới tiếp một cái body nè mấy chị. Body này dài qua gối luôn nha mấy chị nha. Body ở dưới của nó là đây, ở dưới của nó là nó xẻ tà ra một xíu như vậy nè. Rồi cái body này giá của nó là 60k nè. Ai lấy thì comment mã số 6 nè. Body 60 nha, cái này dạng giống như dạ hội á. Dài qua gối luôn nha. 60 mã số 6, tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. 60 mã số 6 nè, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Mã số 6 60. Mã số 6 60 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nè. Mã số 6 60. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Mã 6 60 này màu đen này. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái body đuôi cá màu đỏ. Đỏ nè mấy chị. Màu đỏ bi như vậy nè. Đây. Rồi cái đuôi cá này em sale giá của nó 100 ngàn nè. Bên trong có mút ngực dày dặn, chị nào lấy cái đuôi cá này thì comment với mã số 11 nha mấy chị, mã số 11 nha. 100.000 mã số 11, bên trong có mút ngực dày dặn. Sao không? Em ơi màu trắng này chị like qua mà em không. Rồi Thảo Linh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị Thảo Linh ơi. Cô không vừa đâu cô Hằng ơi, cái này cô không vừa đâu. Rồi Thảo Linh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nhé. Trời cái body đó hot lắm luôn á. Hết rồi má ơi. 100. Hết rồi. Chị ở Buôn Ma Thuật em ơi, em lên địa chỉ nhanh giùm chị không, chị để qua cho người khác nha.
Rồi em tới một cái set nè mấy chị. Thảo Linh lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Rồi em lên một cái set nè. Cái set này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tại vì cái quần của nó là dạng dạng lông thun nha. Rồi cái set này giá của nó 85k. Nguyên set, chị nào lấy set này còn mấy em là set 85 này. Set 85 này. Rồi Thảo Linh ơi, chị cũng ở Phạm Ngũ Lão á, có gì mai chị ship cho em nha. Chị không vừa đâu chị cà chua ơi. Rồi cái này giá của nó là 85k. Cái nào chị cà chua, chị hỏi cái nào? Cái body hay là cái set này chị? Cái set này thì chị vừa nè, 85k. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nha. Set 85k mã số 85. Chị nào lấy thì comment mã số 85 nguyên set này. Nguyên set 85k 50kg lại vừa. Có 52kg lại vừa nha. 85 này chị vừa, cái này chị cà chua ơi. Cái 85 này chị vừa á, tại vì chất của nó là chất chị bao nhiêu lưng thun à? Chị ở 53 xe 17 B Phạm Ngũ Lão em. 85 em chị là 85 vô rồi đó. Rồi em lên một cái vài một cái zoom này mấy chị. Rồi cái zoom này giá của nó 70. Zoom 70 ừ, ai lấy thì còn mấy mã số 7 đúng. Rồi ok chị, 70 mã số 7. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 với em nha. Mã số 7 70k này. Ừ, 85. Mã số 7 70k này mấy chị. Dung đen 70k mã số 7. Rồi số 7 em chốt cho chị cà chua cà rốt luôn này. Rồi lại gần hết đồ rồi đó mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy maxi này. Đây em váy maxi nè. Váy maxi này giá của nó là 75k này. 75k free size nha mấy chị, free size nha. Rồi chị nào lấy cái váy này thì còn mấy mã số 1. Mã số 1 75k váy maxi này. 75k mã số 1 này mấy chị. Váy maxi 75k mã số 1 nha. Mặc đi biển thì rất là đẹp luôn này mấy chị. Trễ vai ra như vậy nha. 75k mã số 1. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 này. Mã số 1 75, mã số 1 75. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 nha. Con này cái con chuột này nó ngủ trên rồi, nó nhảy xuống, nhảy xuống ngủ trên. Này chị đã mã số 1 rồi, mã số 7 rồi nè. À mã số 7 hết rồi chị Linh Luti ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy vàng này mấy chị. Váy vàng trễ vai này. Váy này váy suông nha. Váy suông nha mấy chị. Trời chất vải của nó đi, chất vải cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Chất vải đẹp lắm luôn á. Rồi cái váy suông này giá của nó là 80 mã số 8. 80 mã số 8 xả đi. Nhiều chị cứ kêu giữ đơn cuối cùng không lấy gì hết thiệt á. Đây 80 mã số 8 này, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Bầu bì gì bon chen được luôn nha mấy chị. Còn áo khoác rin không còn em ơi, còn áo khoác rin nha. 80 mã số 8 này, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. Mã số 8 80k váy suông bầu bì gì bon chen được luôn này mấy chị. 80 mã 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 với em. Mã 8 80k. Áo khoác rin hả? Từ từ chị có còn không nha. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị ơi. Một cái váy suông này. Rồi váy suông này giá của nó 70 mã số 7 này. Váy suông này ở trước của nó là đính hột đá như vậy, rất là đẹp luôn nha. Mai có đồ nữa không? Em không biết được chị ơi, nếu mà mai like thì em thông báo trước nha, tại vì đồ em chưa biết được là mai có hay không á. Rồi chị nào mà lấy cái này thì comment em nè. Đây nha, 70 mã số 7. Vàng trễ vai có ôm không em? Chị Mai Hương ơi, cái đó không ôm chị ơi, cái đó là dạng suông đó chị. Đau lưng quá. Cái này là dạng suông đó chị ơi. Nè chị, dạng suông nha. Rồi mã số 7 của chị cà chua cà rốt này. Chị ơi dạng suông này, suông mặt dễ chịu lắm. Chị Mai Hương ơi, dạng suông này chị. Không phải không nha. Cái này nè 70. Rồi em tới tiếp một cái set thể thao này mấy chị.
Set thể thao mã số 7 luôn nha. Mã số 1 đi, 70 mã 1. Set thể thao 70 mã số 1 này. Set thể thao 70 mã 1. 70 mã số 1 nha, 5253 ký mắc cũng vừa nha mấy chị. 70 mã số 1 set thể thao này. 70 mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 giúp em. Mã số 1. Rồi chị Linh Lưu Ti mã số 1 này hả? 7. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Body hồng, body sọc hồng nhá. Rồi body này giá của nó chị lên trên đôi mã 1 hết chị ơi. Rồi body này giá của nó 70 luôn này. 70 mã số 2 đầm vàng nhiêu chị Minh Phương ơi, đầm vàng 80 nha chị Minh Phương ơi. Đầm vàng 80k nha chị. Đầm vàng nó chất cực kỳ đẹp luôn á, mặt dễ thương lắm. Rồi cái này 70 mã 2 này, body này, body màu hồng này. Hồng sọc trắng đi nha, hồng sọc trắng nha. 70 mã số 2. 70 mã 2 này. 70 mã 2 nha mấy chị. Rồi em tới một cái hồng này mấy chị, hồ ren hồng này. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực. Rồi ok. Bên trong có mút ngực nè, không cần địa chỉ đâu. Rồi cái này giá của nó 70 mã số 3 này. 70 mã số 3 tầm người 52kg lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn này mấy chị. 70 mã số 3, 70 mã số 3 chị nào lấy thì còn mấy mã số 3 nha. Màu hồng này 70 mã 3 chị nào lấy còn mấy mã số 3 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe hoa này. Váy xòe hoa 75k mã số 75. 75k mã số 75 nha, 50kg lại vừa nha mấy chị. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 giúp em nha. 75k mã số 75 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 75. Mã số 75 này. Váy xòe này mấy chị, váy xòe rất là đẹp luôn này. Chị nào mà lấy thì còn mấy mã số 75 nha. 75k mã số 75, 50kg loại vừa. 75k mã số 75 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 75. Rồi 75 của chị Rita Nguyễn này, chốt chị Rita Nguyễn 75 này. Rồi em tới một cái ấy áo áo ống như vậy này mấy chị. Cái này là cái này đấy. Có thử phối như thế nào đẹp mà. Phối chân váy này đẹp này mấy chị. Có cái này là yếm. Phối với yếm này đẹp không ta? Phối yếm đẹp không? Mấy chị ơi. Mà 770 hết rồi mấy chị. Áo ống này mấy chị, áo ống màu hồng nha. Rồi áo ống này giá của nó là 40k này. Nếu mà mấy chị phối một cái set này á, set này phối hợp đâu. Rồi áo 40 này. Áo 40 mã số 4 này mấy chị, áo ống màu hồng 40 mã số 4 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 này. Áo ống hồng 40 mã số 4, chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em nha. Mã 440k, mã 440k áo ống màu hồng này. 40k mã số 4. Đây để em phối cái set này. Em phối cái set này với cái yếm này chắc đẹp đi. Trong này là móng đen mà vợ ơi. Có còn hai ba chai bông thuốc mà. Cái này nhỏ. Ủa, đây này mấy chị. Cái set này đẹp nè. Cái set này áo sơ mi của nó cũng đẹp luôn. Mấy chị có thể mặc áo sơ mi với lại đồ khác nha. Mặc áo sơ mi với lại đồ khác này. Mặc được hai kiểu luôn. Đây. Set yếm nha, rất là đẹp luôn nè, sơ mi cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị. Ở trước của nó là có một cái đây có một cái hạt đá như vậy nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi set này giá của nó là 85k mã số 85 này. Đây 85k mã số 85 nha. Thấy rõ không chị cô Cao ơi? Đây cái áo sơ mi của nó nè. 85k mã số 85. 85k mã số 85 nè. Chị nào lấy comment mã số 85 giúp em nha.
xét yếm cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em. Đây 85k mã số 85. Chị nào lấy comment mã số 85 giúp em nha. Không sao thấy mà. Ừ 85k mã số 85 này nguyên set nè mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nha. Rồi chị Coca lớp 85, chốt chị Coca lớp 85 nè. Rồi em lên một cái áo khoác nè mấy chị. Áo khoác này nam nữ gì đều mặc được hết này. Tại vì cái này dành cho người 60kg mà cũng vừa nha. Nó hơi bự á. Rồi cái áo khoác này giá của nó 70, mã số 7. Chị nào lấy comment mã số 7 giúp em nha. Áo khoác 70 mã số 7 nè mấy chị. Áo khoác 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em nha mấy chị. Mã số 7 70k. Mã số 7 70k. Chị nào lấy thì comment mã số 7 nè. Mã số 7 70 nha. Nam nữ gì đều mặc được hết nha mấy chị. Cái này dành cho người 60kg rồi lại vừa nha. Áo khoác gió này rất là đẹp luôn. Sò 70 mã số 7. Rồi em tới tiếp một cái váy nè mấy chị. Rồi váy này giá của nó là 60 mã số 6 nha. 60 mã 6. Chị Linh Luti mã số 7 nè. Chốt chị Linh Luti mã số 7 nè. Rồi cái này 60 mã số 6 nè. 50kg rồi lại vừa. Rồi ok chị Coca. Ok chị Coca cái lớp nha. Mã số 7 hết rồi nha mấy chị. Chị Thanh Phạm ơi mã 7 hết rồi. 60 mã số 6. Chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nè. 60 mã 6 nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy body này. Ôi cái body này đẹp vậy. Nãy giờ không thấy. Đây em tới tiếp một cái body. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi cái body này giá của nó là 90k mã số 9 nè. 90k mã số 9. 50kg đổ lại vừa. Body đi tuyệt nha. 90k mã số 9. Chị nào lấy thì comment với mã số 9 nè. 90 mã 9 nha mấy chị. 50kg đổ lại vừa. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Chị nào mà lấy body đen thì comment mã số 9 giúp em. 50kg đồ lại vừa. Bên trong có mút ngực dày dặn nè. 90 mã 9 nha. Cái này lên form đẹp lắm luôn. Đây ống tay của nó nè mấy chị. Lên form rất là đẹp luôn nha. Lên form cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. 90 mã số 9 nha. Cái ống tay của nó nè. 90 mã 9. Ai mà lấy thì comment mã số 9 giúp em. Rồi body ở đây. Rồi em tới tiếp một cái áo thun Mỹ nè mấy chị. Áo thun Mỹ màu trắng nha. Rồi áo thun Mỹ này giá của nó 60 mã số 6 nè. Áo thun Mỹ màu trắng 60 mã số 6. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Mã 660, mã 660 nha. Áo thun Mỹ 60 mã số 6. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nè. Mã 660, mã 660 nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Hả? Thủy ơi, rồi hết đồ rồi đó. Thì có hả? Rồi em tới tiếp một cái váy hoa này mấy chị. Váy hoa này giá của nó 75k. Chị nào lấy comment mã số 75. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nè. 75 mã số 75. Ừ 75 mã số 75. Chị nào lấy thì comment với mã số 75 nha. 75 mã số 75 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em nha. 75k mã số 75 nha mấy chị. Từ từ. Rồi 75 của chị Rita Nguyễn nè. Mấy chị ơi chia sẻ livestream giùm em với. Chia sẻ livestream giùm em với nha. Lấy cái bao kia ra đi. Em còn một ít đồ giá rẻ nè. Chị nào mà mấy chị cho em một chấm em like đồ giá rẻ cho mấy chị xem nha. Rồi em tới tiếp một cái váy màu xanh nè mấy chị. Màu xanh ngọc nè. Rồi váy này giá của nó 70 mã số 7 nè. 70 mã 7 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 70k. Mã số 7 70k. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Chị Rita Nguyễn ơi em like đồ rẻ chị xem nha. Mấy chị cho em một chấm đi. Em like đồ rẻ xem nè. 70 mã số 7 nha. Chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em nè. Váy màu xanh Coban 70 mã 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Má ơi
Rồi mấy chị ơi, chia sẻ like chiên giúp em đi, chia sẻ lại like giúp em nha, để em like đồ đồ giá rẻ cho mấy chị xem nha. Chia sẻ like lại giúp em đi mấy chị. Chia sẻ like lại giúp em nha. Em mới mở lại. Không có. Sao vậy? Thì kêu khách chia sẻ like tiếp. Mấy chị. Rồi em tới một cái yếm rin này mấy chị. Yếm rin xòe này mấy chị về từ phối áo nha. Rồi yếm rin này giá của nó 70 nha. Mấy chị về từ phối áo giùm em nha. Yếm rin này dễ thương lắm nè. 70k, chị nào lấy yếm đó thì comment với mã số 7. Yếm này size 27 nha mấy chị. Size 27 nha, tầm người 50kg lại là vừa. Rồi chị nào lấy yếm đó thì comment với mã số 7 nè. Yếm rin xòe 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 với em nha. Yếm size 27 nha mấy chị, yếm size 27 nha. Đây, chị nào lấy yếm đó thì comment mã số 27 giúp em. 27, 70. Thằng ấy nó có cho mặt đâu mà lấy. 70 mã số 7 này, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nè. Nó đấm không? Cái gì? Chia sẻ dạ chị. Rồi tới một cái body này mấy chị. Body nha. Rồi body này giá 90k mã số 9. 90 mã 9, chị nào lấy comment mã 9 giúp em nè. Body đen 90 mã số 9 này, 52kg đồ lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. 90 mã số 9 này, chị nào lấy comment mã số 9 giúp em nha. 90 mã số 9, 90 mã 9, chị nào lấy comment mã 9 giúp em nha. Body đen này mấy chị, body đen 90 mã 9 nè. Body đen trễ vai nha, 90 mã số 9. Chị nào lấy comment mã số 9 giúp em nha. Rồi chị Mai Hương mã 9 nè, chốt chị Mai Hương mã số 9 nè, có phải cái này không vậy? Có, hình như có 2 bao lận không? Đâu phải không? Ôi trời ơi, cái bao đi á. Đây nè. Rồi chị Mai Hương, chốt chị Mai Hương mã số 9 nè. Chốt chị Mai Hương mã số 9 nha. Rồi em tới tiếp một cái váy caro này mấy chị. Váy caro 40 mã 4 này. Váy caro 40 mã số 4. Caro 40k mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Mã 440 chị Mai Nhơn. Ờ chị 40 mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Váy caro rất là đẹp luôn này mấy chị. Cái này tầm người 53kg lại là vừa nha. Chị nào lấy cái này comment mã số 4 giúp em. Váy caro 40 mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 nha. Mã số 440. Rồi chị Lung Nguyễn mã số 4 này. Nó mới hết bật rồi đó. Rồi em tới. Khổ ghê. Bà thôi. Người ta lấy rồi má ơi. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này. Mày ra khỏi nhóm rồi mày qua đây làm cái gì nữa. Rồi mã rồi áo khoác này. Áo khoác này 60 mã số 6 nha mấy chị. Áo khoác 60 mã 6 này mấy chị. Trời ơi, áo khoác. Đây một bên của nó là có viền xanh như vậy nha, 60 mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nè. Mã 6 của chị Linh Luti nè. Chị Linh Phương Chi ơi, chị comment sau mất rồi. Chị comment sau mất rồi. Rồi em tới một cái dung cam này mấy chị. Dung cam 50 mã số 5. Rung hả? Chắc nó lạnh đó. 50 mã số 5. Dung cam 50 mã số 5 nè. Hai ông bà đó nói gì? Hả? Hai ông bà đó nói gì không? Ai? Cô ca lớp mã 5. Rồi cô ca lớp mã 5 dung nè. Là sao? Là sao Thủy? Xong chưa? Hết chưa?
em tới một cái set này mấy chị. Một cái set nam nha, set quần nè, bên trong có quần nha. Rồi cái set này giá của nó 50 luôn. Ai lấy set này thì còn bên em là set 50 nè. Set 50k nha. Ai lấy thì còn bên em là set 50 nha. Set bên trong có quần nha mấy chị. Set 50 nè, ai lấy thì còn bên em là set 50 nè mấy chị. Set 50k nè. Cái này tầm người 53, 54 chứ lại mặc cũng vừa nha mấy chị. Đây set 50k. Rồi 50 của chị Rita Nguyễn nè. Ủa cái rổ giá em đây đâu rồi mình? Em dục rồi, hư hết rồi. Rồi em tới một cái váy nè mấy chị. Rồi váy 40k mã số 4. Váy 40k mã số 4, chị nào lấy thì còn với mã số 4 giúp em nha. Váy 40 mã 4 nè, váy 40 mã số 4, chị nào lấy thì còn với mã số 4 giúp em. Cái này tầm người 50kg đổ lại là vừa nha mấy chị. 40 mã 4, 40 mã số 4 nè. Cái này là dùm. Cái này là dùm nha mấy chị nha, bên trong có quần nè. Cái này là dùm nha. 40 mã số 4, chị nào lấy còn với mã số 4 giúp em nè. Dùm 40 mã số 4 nè, dùm khoa 40 mã 4 nè. Rồi em tới một cái body hồng này mấy chị. Body hồng này. Địa chỉ. Ủa, chị Kim Thoa chị lấy gì á? Mã 4 của chị Lung Nguyễn này, chị Kim Thoa lấy gì á chị? Chị cho địa chỉ, chị không kèm số sao em biết được. Rồi mã 4 của chị Lung Nguyễn. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Ừ. Rồi cái body này tầm người 50kg đổ lại vừa thôi nha mấy chị. Body này giá của nó 50k này. Ai lấy thì còn mấy mã số 5. 50k mã số 5. Trời tôi bị dưới. Body 50 mã số 5. 50 mã số 5. Mã 5 em để chị nhé. Cái này hả chị? Mã 5 là cái nào? Má chạy rác rồi. Rồi mã số 5 này, số 5 của chị Vân Thanh này. Chị cô có chị Kim Thoa ơi, mã 5 của chị cô ca rồi hả? Chị Vân Thanh lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Vân Thanh ơi. Chị Vân Thanh ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi. Vân Thanh đâu? Rồi chị Vân Thanh lên giùm em số điện thoại là được nha. Rồi em tới một cái áo thun này. Áo thun giá của nó 30, ai lấy comment mã số 3 này. Áo thun 30 mã số 3 nha. 30 mã 3 like đồ rẻ cho mấy chị nha. 30 mã số 3 này. 30 mã 3 chị đâu lấy comment mã 3. Rồi em lấy một cái body này mấy chị. Body dành cho người 52kg lại là vừa nha. Body dành cho người 52kg lại vừa này. Rồi body này 60k mã số 6 này. 60 mã số 6 nha, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em. 60 mã số 6 52kg lại vừa. Đây, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã 6. Ừ, mã 3 của chị ta cô lớp gì đó. Cô ca lớp gì đó. Mã 5 hết rồi chị Kim Thoa ơi, chị còn cái 6 rồi. Mã 6 của chị cà chua cà rốt nè, chốt chị cà chua cà rốt nè. Rồi em tới cái body này mấy chị. Body ống nè. Body ống 50k mã số 5 này. Body ống 50k mã số 5. Chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em nha. Màu nu nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Đây bên trong có mút ngực dày dặn này. 50k mã số 5. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Chị nào lấy thì comment mã số 5 này. Body 50k mã số 5 nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 5 nha. Cái này mặc lên cực kỳ trắng da luôn nha mấy chị. Rồi mã 5 em chốt chị Rita Nguyễn nè. Rồi em tới một cái áo ren này mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi cái áo này giá của nó 50 nha mấy chị. Rồi áo ren đẹp lắm luôn nè. Bên trong có mút ngực dày dặn 50 mã số 5.
để đó từ từ đi được không em? Được chị ơi, nhưng mà chị lấy sớm giùm em nha. Ráng lấy sớm giùm em nha chị cà chú ơi. Lùng Nguyễn phần 5. Rồi mã số 5 chốt chị Lùng Nguyễn này, áo màu da này. Rồi tới một cái áo ba lỗ này mấy chị. 30k mã số 1. 30k mã số 1 nha, ba lỗ này 30k mã số 1, mã 5 hết Hạ My ơi. 30k mã số 1 này chị nào lấy comment mã 1 giúp em nha. Mã 1, mã 1, 30 mã 1 này, 30 mã số 1. 30 mã số 1. Rồi mã 1 của Lê Khánh Hoàng An này. Rồi em tới tiếp một cái váy đen này mấy chị. Váy đen 40 mã số 2 này. 40 mã 2, váy đen 40 mã số 2. Cái này free size nha mấy chị. 40 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nè. 40 mã 2, 40 mã 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. 40 mã 2. Rồi mã 2 của chị Kim Thoa này, em nhớ khi nhường của chị Kim Thoa nha. Nhớ nổi không? Nhớ cái nào không? Rồi em tới một cái dung màu tím này, bên trong có nút ngực dày dặn này mấy chị. Rồi cái dung này giá 40 mã số 4. 40 mã số 4 này, bên trong có nút ngực dày dặn nha, dung màu tím nha mấy chị. 40 mã số 4 này. 40 mã số 4. Dung tím 40 mã 4, bên trong có nút ngực dày dặn nha. Chị nào lấy thì comment mã 4 giúp em. Mã 4 40 này, mã 4 40, dung tím 50kg lại vừa. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Váy xòe màu đen này. Váy xòe đen 50k mã số 5. 50k mã số 5 nha. Đây chất của nó nè. 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. Mã 4 của chị Du La Phạm gì kìa. Rồi 50k mã số 5 này. Rồi mã số 5 của chị Rita Nguyễn. Chốt chị Rita Nguyễn mã số 5 này. 45. Rồi một cái váy xòe tiếp này mấy chị. 50 mã số 6 này. 50 mã 6 nha. 50 mã 6 này, ở trước nó có đây. 50 mã 6. 50 mã 6 này mấy chị. 50 mã số 6 này. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Mã 6 50k, mã 6 50k này. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Mã 6 50 này. Váy xòe 50kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Chị đó, chị Du La Nguyễn, Du La Phạm gì đó. Ở gì đó, ở Nguyễn Văn Cừ á. Du La Phạm là chị á Hương, không sao đâu đừng sợ. Ai vậy hả, sao chị không nói sớm? Rồi em tới một cái váy này 40 mã số 4 nè. 40 mã 4, váy suông 40 mã số 4 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nha. 40 mã số 4 váy suông, một bên của nó có sập chữ như vậy nha mấy chị. 40 mã số 4, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em. 40 mã 4, 40 mã 4. 40 mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nha. Tải cho nó hết. Rồi em tới một cái váy xòe màu đỏ này mấy chị. 50k mã số 1, 50k mã số 1 này. Chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nha. 50 mã 1. 50 mã số 1 này, mã 4 của chị Thanh Vân. Chị Thanh Vân lên giùm em địa chỉ số lại để cùng một dòng với chị Thanh Vân ơi. 50 mã 1 như Hana mã 4 hết rồi chị ơi. Để qua chị Như Hana. 50 mã 1 rồi mấy chị. Váy đỏ này, váy đỏ xòe rất là đẹp luôn. 50 mã số 1. 50 mã số 1 này. Đây, 50 mã 1, chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em nha. 50k mã số 1 váy tầng này. Chị nào lấy thì comment mã số 1 đi. Rồi body màu xanh chuối này mấy chị. Body này giá của nó 40 mã 2. 40 mã số 2 nha. Body màu xanh chuối này. 40 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. Body 40 mã số 2 này. Body 40 mã 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Body mã 2, mã 2 40k này. Mã 2 40k nha.
Rồi em tới tiếp một cái váy này nè mấy chị. Váy này hàng new nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha, 50kg đồ lại vừa nè. Rồi váy này giá của nó là 50 mã số 3 nè, 50 mã 3 hàng new nha mấy chị, 50 mã số 3. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 3 nè, 50 mã 3 bên trong có mút ngực dày dặn chưa. 50 mã số 3, chị nào lấy thì còn mấy mã số 3 giúp em nha. Hàng new nha mấy chị, 50 mã số 3 nè. Mặc lên nó không có bị hở đâu nha. Mặc lên, đây mặc lên như vậy nè mấy chị, 50 mã số 3 nha. Rồi một cái váy xòe trắng này mấy chị, 40 mã 1 này. Bên trong có mút ngực dày dặn nha, 40 mã số 1. 40 mã số 1 váy xòe màu trắng này mấy chị, 40 mã 1 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 1 nha. Mã 1 40k, mã số 1 40k. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 40k này. Mã 1 40 bên trong có mút ngực dày dặn này, 40 mã số 1. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 giúp em. Mã số 1 40. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe màu trắng này mấy chị, trắng đen này. Rồi váy xòe này 50 mã số 2, 50 mã 2 nha. 50 mã số 2 này, đây. 50 mã số 2. 50 mã số 2 này, váy xòe 50 mã 2. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 giúp em. 50k mã số 2. Mã số 2 chị cô ca lớp này, mã môn Loan Nguyễn. Loan Nguyễn có đâu chưa? Chị Loan Nguyễn lên giúp em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng đi chị Loan Nguyễn ơi. 5. Chị Loan Nguyễn ơi lên giúp em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng nha chị. Chị Loan Nguyễn lên giúp em địa chỉ số điện thoại cùng một dòng nha. Rồi em tới một cái váy body màu trắng này mấy chị, 40 mã số 3 này. 40 mã số 3 chị Như Hana ơi, mã số 2 hết rồi chị ơi. Có đồ bộ không bạn? Không có đồ bộ rồi chị ơi. Có váy được không chị Thu Thảo ơi? Đây 40 mã số 3 này, 52kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 2 nha, 40 mã 2. Rồi mã 3 của chị Linh Phương Chi này. Rồi em tới một cái này 50k mã số 5 này. 50k mã số 5 này. Mã 2 hết rồi mấy chị ơi. 50k mã số 5 này. Váy đỏ đô 50k mã số 5 này mấy chị. 50k mã số 5 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 nha. Mã số 5 50k, mã số 5 50k này. Rồi chị Trâm Huỳnh mã số 5 này. Chị Trâm Huỳnh ơi, em để đơn chung với chị Du La Phạm được không? Hay là đơn riêng vậy chị? Rồi em tới một cái váy xanh dài này mấy chị, 40 mã số 1. 40 mã số 1, 50kg lại vừa này. Váy bi xanh này, 40 mã số 1, 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn bên mã số 1 giúp em nha. Mã 1 40, mã 1 40. Mã 1 40k này, chị nào lấy thì còn bên mã số 1 giúp em. Dạ rồi ok chị. Rồi cái này 40 mã số 2, mã 1 của chị Trâm Phùng luôn kìa. 40 mã số 2, 40 mã số 2 này. 40 mã số 2. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 giúp em nha. 40 mã số 2 này. 40 mã 2 nha mấy chị. Đây, cái này dành cho người 55kg rồi lại mặc cũng vừa nha. 40 mã số 2 này, chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 giúp em. Mã 2 40k. Mỏi chân quá. Ừ. Cái gì? Mà vải. Trời ơi chị ơi. Vải hơi bị đẹp luôn á chị Trâm Huỳnh. Rồi em tới một cái. Rồi mã 2 Thảo Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi. Lên giùm em số điện thoại là được nha chị Thảo Nguyễn ơi. Rồi số điện thoại Thảo Nguyễn lên được kìa. Rồi em lên tiếp một cái chân váy nè, chân váy 40 size 26 mã số 26. 40k 26 mã số 26.
Ừ đúng rồi em ơi, hàng ký gửi anh Duyên ơi. Rồi 26 mã số 2640K. Mã số 2640K có quần jean dài. Jean dài có nha chị Linh Phương, đợi em xíu em la luôn này. Đây size 26 của anh Duyên. Rồi anh Duyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha anh Duyên ơi. Anh Duyên không lên chị để qua cho cô ca lớp nha. Anh Duyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Chuột có lên ngủ cái ấy kìa. Ở lên nằm đi. Rồi em tới một cái quần jean dài này. 50k mã số 26. 50k mã số 26 quần jean dài này mấy chị. 50k mã số 26 nha, quần jean lưng cao cực kỳ luôn. 50k mã số 26, chị nào lấy thì comment nha, mã số 26 ở mã số 1 đi. Cái này là size 26 mã số 1 50k này. Size 26 mã số 1 50k nha. Size 26 mã số 1 50k, chị nào lấy thì comment nha, mã số 1 nha. Ừ. Có quần jean dài size 28 không? 28 không có rồi chị ơi. Chị Coca lớp ơi, cái này mã 1 nha. Cái quần jean dài này là mã 1 nha mấy chị. Rồi mã 1 của chị Coca lớp luôn nè. Rồi em tới một cái dùm hồng màu hồng ruốc nữa chị, hàng new này. Dùm hồng ruốc hàng new nha. Rồi 40k mã số 4. 40k mã số 4 50kg đồ lại vừa, cao trên 1m6 thì 52 53kg lại vừa nha. 40k mã số 4 này. 40k mã số 4 dùm màu hồng hàng new này. 40k mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em. Mã số 4 40. Rồi số 4 của chị Lê Trinh hả? Rồi Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng chị Lê Trinh ơi. Chị Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Đấy. Không có bao rồi hả? Còn bao này hả? Rồi em tới một cái chân váy này. Chân váy này 30 mã số 3 này. Chân váy 30 mã 3, chị Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chị ở đây hay là ở tỉnh khác chị? Rồi mã số 3 30k, chân váy màu da nè mấy chị. 30 mã số 3 này, chị nào lấy thì comment mã số 3 nha. 30 mã số 3, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em. Chân váy màu da 30 mã 3, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em nha. Chị Lê Trinh không lên địa chỉ số điện thoại, em để qua cho người khác đó chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này. Đây váy này là dạng váy suông nha. Váy suông 50k mã số 5 này. Váy suông 50k mã số 5, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Váy suông này bầu bì gì bon chen được hết nha mấy chị. Đây 50k mã số 5 này, ở phía sau của nó là ở phía sau của nó này mấy chị. 50k mã số 5 này. Đó bỏ. Đúng. Phải. 50k mã số 5 này, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em nha. Váy suông 50 mã số 5, 50 mã 5, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Mã 5 50. Rồi em lấy một cái body này. Body 30 mã số 3 này. Body 30 mã số 3 nha, chị nào lấy comment mã 3 giúp em, 50kg rồi lại vừa. 30 mã số 3, 30 mã 3. Mấy chị chia sẻ livestream giùm em nha. Chia sẻ livestream giùm em có jean dài màu tối không Hương? Jean dài màu tối hồi nãy hình như có một cái rồi đấy. Rồi mã 3 của chị Yuli Phạm, Yula Phạm gì này. Rồi em tới tiếp một cái dung này mấy chị. Rồi dung này 40 mã số 4 nè. Dung 40 mã số 4, chị nào lấy comment mã 4 giúp em nha. Dung 40 mã số 4, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Còn dung này chị Kim Thoa ơi. Dung 40 mã số 4 màu xám nè, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em. Dung xám 40k mã số 4. Dung xám 40k mã số 4 nè. Chị nào lấy dung này thì comment mã số 4 giúp em nha. Mã 440. Rồi mã 4 của chị cà chua cà rốt này, chị Trâm Huỳnh comment sau rồi.
Rồi em tới một cái áo khoác phao màu hồng này mấy chị. Áo khoác phao này giá của nó 50 mã số 5. 50 mã 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. 50 mã số 5 áo khoác màu hồng. Áo khoác phao nha mấy chị nha. Mã 4 hết là chị Kim Thoa, sao chị comment chậm vậy ta? Cái này là hàng thanh lý nha em ơi. Hàng thanh lý nha. 50 mã số 5 áo khoác phao màu hồng này mấy chị. Đây. Rồi form rất là đẹp luôn. 50 mã số 5 này, chị nào lấy thì comment nha mã số 5 nha. Áo khoác phao 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. Mã số 5 50 nha. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Váy xòe cúp ngực bên trong có mút ngực dài dặn nè. Váy xòe này giá 70 mã số 7. 70 mã số 7 hả? 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Bên trong có mút ngực dài dặn 50kg loại vừa nha. 70 mã 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. 70 mã số 7 nè. Ở phía trước của nó là phối lớp ren như vậy nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dài dặn nha. 70 mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Rồi chị Minh Phương mã số 7, chốt chị Minh Phương nè. Đi cái body này mặc đẹp nè. Rồi một cái body đỏ đô dài nè mấy chị. Rồi body này giá của nó 60. Vừa nha chị Minh Phương ơi. Vừa nha chị. 60 mã số 6 nè mấy chị. Body đỏ 60 mã số 6 nè. Cái này dài qua gối nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Chị nào mà lấy thì còn mấy cái mã số 6. Body đỏ 60k mã số 6 nè. Body đi tiệc nha mấy chị nha. 60 mã số 6, chị nào lấy comment mã 6 giúp em. Body 60 mã 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. Body đỏ 60, 60 của chị Trâm Huỳnh nè. Rồi số 6 em chốt chị Trâm Huỳnh nè. Rồi em tới tiếp một cái váy nè mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn này 50k mã số 5. Hàng new nha mấy chị nha. Cái này hàng new này 50k mã số 5. Bên trong có mút ngực dày dặn. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 này. 50 mã 5, 50 mã 5. Chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Mã số 5, 50 mã số 5 này. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. 50 mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em nha. Đây, rất là đẹp luôn. 50 của chị Trâm Huỳnh này. Chốt chị Trâm Huỳnh này. Rồi em tới một cái váy này 30 mã số 3, bên trong có mút ngực dài dặn này mấy chị. 30 mã số 3, bên trong có mút ngực dài dặn nha. 30 mã 3 này. Váy đen 30 mã số 3 này, chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em. Mã 3 30k, mã 3 30k nha. Mã 5 hết rồi mấy chị ơi. Mã 5 hết rồi nha mấy chị. Rồi em tới một cái body 50kg loại vừa nha mấy chị. Rồi cái body này 50k mã số 1. 50k mã số 1, body 50 mã 1, rồi mã 3 của chị Trâm Huỳnh luôn nè. 50 mã số 1. 50 mã số 1 nè. Như chị Như Hana ơi, mã 3 hết rồi chị ơi. Chị Thương Thương mã 6 hết chị. Mã 3 hết rồi chị Thương Thương ơi. Mã 1 50k nè. Mã 1 50k nha mấy chị. Mã số 1 50k, body hoa rất là đẹp luôn. Mã số 1 50k, chị nào lấy thì comment với mã số 1. Rồi chị Thương Thương lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Thương Thương ơi. Chị Thương Thương lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha, không nên để qua chị người khác nha. Chị Thương Thương lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị. Rồi em tới một cái body trắng này mấy chị. Body trắng 40 mã 2. 40 mã 2 này, body trắng 40 mã số 2 này. Đây mấy chị nhìn này. Chất ren như vậy nha. 40 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em. Body 50kg lại vừa 40 mã số 2 này. 40 mã số 2 nha, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. 60 fan Phạm Văn Đồng. Ủa, ok. Lên điện lấy số điện thoại giùm em luôn đi chị ơi. Lấy số điện thoại luôn đi chị. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Zoom 50 mã số 2 của chị Trâm Huỳnh kìa. Rồi 50 mã số 3 này. Zoom 50kg lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực này. Đây 50 mã số 3, ở phía sau của nó là như vậy nha mấy chị. Phía sau của nó là hở lưng nha. 50k mã số 3.
50k mã số 3, chị nào lấy thì comment với mã số 3 này. Cho mình 40 nữa. 3 2 Chị nào lấy cái này comment mã 350k nha mấy chị. Mã 350k với màu trắng nha. Mã 350. Rồi em có một cái chân váy size 27 này. Chân váy 30k mã số 27. Chân váy 30k mã số 27, chị nào lấy thì comment với mã số 27 này. Chân váy 30k mã số 27 nha, chị nào lấy thì comment mã số 27 giúp em. Mã số 27 có quần tây không? Có đó chị ơi, quần không có rồi. Rồi 27 của chị Lê Trinh này, mã 6 không được chị Thương Thương ơi. Chị không lên thì chị em không để chị nha. Có mà. À, mã 6 không được chị, mã 6 của chị kia rồi. Rồi em tới tiếp một mã 6 chị Thương Thương hả? Rồi em tới tiếp một cái váy. Chị Thương Thương ơi, mã 6 của chị á chị. Ở xét 2 giây em không có chị Hương ơi. 3 Rồi em tới tiếp một cái váy công chúa màu trắng này. 40 mã 1 này, 40 mã 1 này. 40 mã số 1, 50kg đổ lại vừa nha mấy chị. 40 mã số 1 này. Váy xòe màu trắng 40 mã số 1. 40 mã số 1 này. 40 mã 1, 40 mã 1 nha mấy chị. 40 mã số 1 nha. Chị nào lấy còn mấy mã số 1 giúp em. Mình chọn 1 với 6, 1 là cái này nữa. Dạ, số 1 là của chị á, còn số 6 là của người khác. Hồi nãy bà chọn số 1, số 6 của người khác rồi. Số 1 á. Số 1 là bây giờ mình chọn. Ừ, số 1 bây giờ mới là của chị Thương Thương này. Số sau này của Loan đó mà. Nhưng chị mặc hết rồi em ơi. Rồi em tới một cái váy re, váy màu đen này mấy chị. Rồi váy đen này em sale giá của nó 70k nha. Chị nào lấy comment mã số 7 này. 70 mã số 7 nha, rất là đẹp luôn. Bên trong có mút ngực dày dặn này mấy chị. 70 mã số 7 này. 70 mã 7, chị nào lấy comment mã số 7 giúp em. 50kg đổ lại vừa, cái này thì mấy chị đi tiệc thì rất là đẹp luôn nha. Váy công chúa màu đen 70 mã 7 này. Rồi mã 7 của chị Linh Luti này. Rồi em chốt mã 7 chị Linh Luti nha. Mã 7 chốt chị Linh Luti này. Rồi em tới tiếp một cái váy body ống hàng new này mấy chị. Body ống hàng new nha. Rồi giá 50k mã số 5. Mã 7 hết rồi chị Như Hana ơi. Mã 7 hết rồi chị ơi. Đây hàng new người ta bán 160 lận nha. Sale còn 50k. Chị nào lấy comment với mã số 5 này. Mã số 5 50 body đỏ. 50k mã số 5. 50k mã số 5. Cái chân em ra tiệm thuốc mua tiếp. Dạ chị nó bị thẹo rồi. Rồi số 5 của chị Thương Thương này. Vô trong like nhìn rõ lắm rồi ta. Rồi mã số 5 của chị Thương Thương này. Rồi em tới tiếp một cái váy em tới tiếp một cái váy màu xanh chuối này mấy chị. Chân váy nha, chân váy xanh chuối size 26. 30k mã số 3. 30k mã số 3. Ship vô thuật 10k nha chị Thương Thương ơi. 10k nha. 30k mã số 3. 30k mã số 3, chị nào lấy comment với mã số 3 size 26 này. Mã số 3 size 26, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em nha. Mã 3 size 26. Này. Chưa là ai kiếm tiền đã hết tiền rồi. Mã 3 của Thương Thương này. Rồi em tới tiếp một cái váy đỏ này mấy chị. 40 mã số 4 này hả tèo. 40 mã số 4 này chị, một kêu em ở đây nó xuống. 40 mã số 4, bên trong có một ngực dày dành nha mấy chị. 40 mã số 4 nha. 40 mã 4, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em. 50kg đồ lại vừa nè, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nha. 40k mã số 4, bên trong có một cục dày dành nha mấy chị. Màu đỏ này, 40 mã 4 nè. Rồi 40 của chị Thương Thương nè. Chị Như Hana comment xong rồi. Chị Như Hana comment xong rồi chị ơi.
cha rồi. Đau bụng. Đau bụng kinh đó. Khó chịu quá. Rồi em tốn cái áo dài nè mấy chị. Áo dài này, áo dài hoa nha, tầm người 50kg lại vừa thôi. Cái này giá của nó 40 mã 1, hàng còn mã. Chị Thương Thương ơi, hàng mới nha chị, hàng còn mới lắm nha chị nha. Đây 40 mã 1 này, 40 mã số 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em. 40 mã số 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em nha. Cái gì vậy? Phốt ra nó tam á. Rồi em tới một cái áo khoác nữa chị hả? Rồi em tới một cái áo khoác gió nè. Giá của nó 50k mã số 5. 50k mã số 5, áo khoác gió màu xanh này mấy chị. 50k mã số 5, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em nha. Mã số 5 50k, mã số 5 50k này, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Mã 5 50. Rồi mã 5 chốt chị Lê Trinh này. Mã 5 chốt chị Lê Trinh này. Rồi em tới tiếp một cái body tím này mấy chị. 30 mã 3 này. 30 mã số 3 này, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em nha. 30 mã 3. 30 mã số 3, mã 5 hết rồi mấy chị ơi. 30 mã số 3, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em nha. 30 mã 3, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em này. Đây màu tím len gân nha. Len gân này. 30 mã số 3, chị nào lấy comment mã 3, mã 3 của Hạ My này. Rồi em tới tiếp một cái váy màu đen này mấy chị. 50 mã số 2 này. 50 mã 2 hàng new nha. Hàng new 50 mã số 2 này mấy chị. Đây hàng mới luôn nha. 50 mã số 2, hồi nãy có một cái màu đỏ. 50 mã số mấy đó? Mình vừa đợi, mã 2. 50 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. 50 mã số 2 này. 50 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em. Rồi em lấy một cái set này mấy chị. Rồi set này giá của nó. Rồi set này giá của nó 50 nha. Ai lấy thì comment với mã số 2 của Thương Thương kìa. Rồi 50 mã số 3. 50 mã số 3 nguyên set này mấy chị ơi. 50 mã 3 này. Set này dành cho người 50kg đồ lại vừa thôi nha mấy chị. 50 mã số 3 nguyên set này. Mã 2 hết rồi chị Hiền Lê ơi. 50 mã số 3 này. Đây set cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã 3 của chị Hiền Lê, chốt chị Hiền Lê này, set là đẹp này chị Hiền Lê ơi. Body này đẹp lắm nha, mà tự nhiên nó bị này. Cái này rải cái tuyến của các đường đó. Đúng không? Cái tuyến người ta làm móng á. Rồi em tới một cái này 30 mã 3 này mấy chị. 30 mã số 3 này. 30 mã số 3 này. Hả? 30 mã 3 lộ nó. Chị nào lấy comment mã số 3 giúp em nha. 30 mã số 3, chị nào lấy comment mã 3 giúp em này. Rồi em lên một cái body màu xanh ngọc này mấy chị. Body xanh ngọc dài qua gối nha.
Rồi body này giá của nó là 50 mã 5, mã 3 của Yula Phạm kìa. 50 mã 5, body xanh 50kg loại vừa này. 50 mã số 5, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Mã 5 50k, mã 5 50k, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em này. 50 mã số 5 nha, body màu xanh dài qua gối nha mấy chị. 50 mã số 5. Màu kỳ đó. Rồi em tới cái body này mấy chị. Cái này dạng váy, váy chữ A nha. Cái này dạng váy chữ A nha mấy chị. 40 mã 4. 40 mã số 4 nè. 40 mã số 4 chị nào lấy comment mã số 4 giúp em. 40k mã số 4 chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Đây váy màu trắng 40 mã số 4 chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nè. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Đây zoom 50k mã số 5 màu hồng này, màu hồng da này. Lý Thị Thu Trang mã 4 chứ. Bỏ Lý Thị Thu Trang ấy để cho đủ đơn. Rồi Lý Thị Thu Trang mã số 4 nha. 50 mã số 5 bên trong có bút ngực dày dặn nha mấy chị. Zoom 50 mã số 5 này, zoom 50 mã số 5 bên trong có bút ngực dày dặn màu hồng da này mấy chị. Chị nào mà lấy thì con mấy cái mã số 5. Mã số 5 50, mã số 5 50. Rồi em tới tiếp một cái zoom ống này mấy chị. Zoom ống này. Rồi cái zoom ống này giá của nó 30 mã 3. Zoom ống 30 mã số 3 này mấy chị. Zoom ống 30 mã số 3 này, zoom giống như em đang mặc đó. Zoom 30 mã số 3, zoom ống 30 mã số 3 53kg loại vừa nha mấy chị. Chị nào lấy zoom này comment mã số 3 giúp em này. Zoom chất của nó là dạng von như vậy nhá. 30 mã số 3 chị còn lấy comment mã 3 giúp em. Rồi em tới một cái váy ngủ hàng new này mấy chị. Váy ngủ hàng new 60k mã số 6 này. Váy ngủ hàng new 60k mã số 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã 6 nè, 60 mã số 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em. Mã 6 60. Rồi em tới tiếp một cái set nè mấy chị, set hoa nè. Set hoa nha. Đây set hoa nè mấy chị. Rồi set này giá của nó 40 mã 1. Set hoa 40 mã số 1 này. Set hoa 40 mã 1. Set hoa 40k mã số 1 này, nguyên set này. Ba cho mình chưa. Chị Thương Thương ơi, mã số 3 vừa là của ai á? Lê Trinh mà. Rồi mã 1, mã số 3 của chị Lê Trinh, chị Thương Thương ơi, chị comment phía sau rồi, mã 1 của chị Hiền Lê này. Rồi em tới một cái váy tầng này mấy chị. Váy tầng 30 mã 3 này. Váy tầng 30 mã 3 này mấy chị, mã 1 hết nha. Váy tầng 30 mã số 3 này. Đây 30 mã số 3, váy tầng 30 mã số 3, chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em. Váy tầng 30 mã 3 nha. Ủa sao mình thấy mình, chị ơi do mạng á chị ơi, theo máy chủ em nha. Theo máy chủ em nha chị Thương Thương ơi. Rồi mã 3 của chị Thương Thương này. Rồi em tới một cái váy này 30 mã số 2 này. 30 mã số 2 nha. Cái váy này dành cho người 47kg loại vừa thôi nha mấy chị. 47kg loại vừa thôi nha. Rồi 30 mã 2. 30 mã số 2, chị nào lấy thì còn mấy mã số 2 này. 30 mã 2, 30 mã 2.
Tân Nguyễn nè. Rồi em lên một cái set nè mấy chị. Chân váy này bên trong có quần nha. Chân váy bên trong có quần, chân váy xếp ly nè. Rồi nguyên set này giá của nó 50, mã số 5. Nguyên set 50k thôi nha mấy chị. Rồi nguyên set rất là rẻ luôn, 50k mã số 5. Chị nào lấy set thì comment cho em là set 50 này. Set 50k mã số 5. Chân váy bên trong có quần nha mấy chị. Chân váy xếp ly này, bên trong có quần này. 50 mã số 5. Cho em xem cái đầm hồng lúc đầu đi bạn. Hồng nào ta? Hồng nào chị? Đầm hồng nhiều đầm hồng lắm. Đầm hồng nào chị ơi? Bên em nhiều đầm hồng lắm chị ơi. Mã 5 của chị Thi Trần. Rồi chị Thi Trần lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nè. Rồi em tới một cái váy này 50 mã số 2 này. 50 mã số 2 nha. 50 mã 2, tầm người 50kg lại vừa. 50 mã số 2. Chị Thi Trần ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị. 50 mã số 2 này. Váy tầng rất là đẹp luôn. 50 mã số 2. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. Váy tầng cực kỳ đẹp luôn này mấy chị. 50 mã số 2. Hình như đầm ngủ sao á. Rồi ok chị. Đây 50 mã số 2 của Thương Thương này. Mã 2 của Thương Thương này. Đầm ngủ luôn. Đây này chị ơi, hàng new nha chị. Có một cái hình. Chị Thi Trần lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Đây chị Quỳnh Nguyễn ơi, 60 màu hồng đây nè chị. Váy ngủ này hàng new luôn nha chị nha. Hàng new nha. Đây chất của nó này rất là đẹp luôn. Hàng new 60k, chị mà lấy thì ok giúp em nè. Rồi em lên tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Váy xòe màu đen 40k mã số 4 nè. Váy xòe 40k mã số 4 nè. 54k mét vừa nha chị ơi. Vừa chắc chắn vừa luôn á. Cái đó người 60kg mặc cũng vừa nữa. Cái đó người 60kg mặc cũng vừa nữa nha chị nha. 40 mã số 4 nè. Chị Thi Trần lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Rồi 40 mã số 4. Chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Váy đen nè. Váy đen xòe 40 mã số 4 nè mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em. Mã 440. Mã 4 của chị Thương Thương nè. Rồi chốt chị Thương Thương mã số 4 nè. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Body này giá của nó 40 luôn. 40 mã số 1. Body màu rêu này, 40 mã 1 nè. Chị nào mà lấy thì comment mã số 1 giúp em nha. 40 mã 1, body 40 mã số 1 này mấy chị nhìn nè, chất của nó là chất thun lạnh cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha. 40 mã số 1. 40 mã số 1. 40 mã 1 nha. Dạng cổ yếm nha mấy chị. 40 mã số 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em nè. Rồi chị Nguyễn Thị Nhãn lên cho em địa chỉ luôn đi chị Nguyễn Thị Nhãn ơi. Rồi em lên một cái váy suông bầu bì gì bon chen được luôn nè. 40 mã số 2 nè. 40 mã 2, 40 mã 2. 40 mã số 2 nha. Chị Nguyễn Thị Nhãn lên địa chỉ giúp em đi chị Nguyễn Thị Nhãn ơi. 40 mã số 2 nè, váy suông bầu bì gì bon chen được nha mấy chị. 40 mã 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái dung này 50k màu xanh tiếp này. Mã 2 của chị cái gì? Ngọc Hiền gì đó. Hả? Để cái đó chị nhé, lên địa chỉ giúp em đi chị Quỳnh Ngọc Nhật gì đó. Quỳnh Nguyễn Quỳnh đó, chị Nguyễn Quỳnh lên giùm em địa chỉ luôn đi chị. Rồi 50 mã số 3 này. 50 mã số 3 bên trong có một lục dày dặn nha mấy chị. 50 mã 3 màu xanh chuối này, 50 mã số 3 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment với mã số 3 50k. 50k mã số 3, inbox liền giùm em nha. 50k mã số 3. 50k mã số 3. Chị nào lấy thì comment mã số 3 giùm em nè. Dùm màu xanh này. Không lên thì thôi.
Rồi cái này 40 mã số 15. 40 mã số 15 này mấy chị, 40 mã số 15 này. 50 kg đổ lại vừa, 40 mã số 15 lên rồi kìa. 40 mã số 15 rồi, ok chị Nguyễn Thị Nhẫn này. 40 mã số 15 này, 50 kg đổ lại vừa, chị nào lấy thì còn mấy mã số 15 này. 40 mã số 15. Rồi 15 của chị Duy Nguyễn hả? Chị Duy Nguyễn lên cho em địa chỉ số điện thoại chị Duy Nguyễn ơi. Rồi em lên một cái áo khoác này. Áo khoác 50 mã ha, mã số 16 đi. 50 mã số 16. Chị Duy Nguyễn ơi, đặt đơn thêm giùm em nha chị nha. Đặt đơn thêm giùm em nha chị. Đặt đơn trên 100 giùm em nha chị nha. Rồi đây 50 mã số 16. Rồi 16 của chị Trâm Huỳnh này. Áo khoác của chị Trâm Huỳnh này. Trâm Huỳnh. 5. Rồi em lên một cái body này 30 mã số 17. 30 mã số 17 này. 30 mã số 17, chị nào lấy con mấy mã số 17 30k. 30k mã số 17, 30k mã số 17. Rồi chị Duy Nguyễn ơi, hết mã số 15 rồi chị ơi. Chị lấy đơn thêm để em đi hàng nha. Tại vì đơn trên 100 em mới đi hàng nha chị. Rồi em tới một cái váy màu hồng nè. 30 mã số 18 nè. 30 mã số 18 nè mấy chị. 30 mã số 18 hàng new nha. Cái này tầm người 53kg đổ lại vừa nha mấy chị. 53kg đổ lại vừa nha. Đây 30 mã số 18, 30k mã số 18. Rồi em lên một cái áo khoác màu trắng này mấy chị. Áo khoác màu trắng nha. Rồi áo khoác này giá 40 mã số 1. 40 mã 1. 40 mã số 1 này. 40 mã số 1 này mấy chị. 40 mã 1 màu trắng này. 40 mã số 1 gài nút nha, gài nút. 40 mã số 1 này. 40 mã số 1, chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em. Mã số 1 40k. Mã số 1 40k, chị nào lấy thì comment mã số 1 giúp em nha. Mã số 1 40 nha mấy chị. Rồi một cái váy bi màu đen này mấy chị, bên trong có mút ngực dày dặn này. 40 mã số 2. 40 mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em nha. 40 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em này. 40k mã số 2, tầm người 50kg đổ lại vừa. Váy bi màu xanh 40k mã số 2, bên trong có mút ngực dày dặn này. 40k mã số 2. Rồi thương thương mã số 2 chốt, chị thương thương mã 2 này. Rồi một cái váy màu tím này mấy chị. 40 mã số 3. 40 mã số 3 này. 50kg đổ lại vừa. 40 mã số 3, chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em nha. 40k mã số 3. 40k mã số 3 này, chị nào lấy thì comment với mã số 3. 40 mã 3, 40 mã 3 này. 40 mã 3 này. 50kg đổ lại vừa. 40k mã số 3, chị nào lấy con mấy mã số 3 giúp em nha. Rồi em tới cái body màu đỏ này mấy chị. Body đỏ này. Rồi body đỏ này 50 mã số 5. 50 mã số 5. Em bảo buông thôi chị ơi. 50 mã số 5. 50 mã số 5 này, 50kg đổ lại vừa. Chị nào lấy thì comment với mã số 5 này. Rồi số 5 của chị Trâm Huỳnh, chốt chị Trâm Huỳnh mã số 5 này.
chút đồ lên con cho nó còn một chút. Rồi em tới một cái quần size 28 này mấy chị. Quần jean size 28. Trời ơi chị ơi. Cái nào chị Thanh Thanh? Rồi cái này size 28 này, 40k, chị nào lấy comment nha. Mã số 28. Mã số 28 40k, quần jean lưng cao này 40k, mã số 28. Rồi quần jean lưng cao này 40k, mã số 26, size 26 nha mấy chị. Quần jean lưng cao màu đen này. Quần jean lưng cao màu đen nha. 26 40k, 26 40k, chị nào lấy thì còn mấy mã số 26. Mã số 26 40k. Mã số 26 40k này, mã số 26 40k này. Quần jean đen 40k, mã số 26. Ai nói? Rồi Nini lên giùm Hương số điện thoại Nini ơi. Lên số điện thoại giùm Hương nha. Rồi em lên một cái áo khoác dạ này mấy chị. Áo khoác dạ màu hồng này. Rồi áo khoác dạ này 50k, mã số 27. 50k mã số 27 này. Áo khoác dạ 50k mã số 27 nha. Ở sau có mũ nha mấy chị. Áo khoác dạ 50k mã số 27 này. 50k mã số 27. Áo khoác dạ màu hồng này mấy chị. 27 của Girl Sinh hả? Girl Sinh ơi, lên giùm chị lại địa chỉ số điện thoại đi em. Lên giùm chị lại địa chỉ số điện thoại nha. Girl Sinh lên giùm chị lại địa chỉ số điện thoại nha em. Girl Sinh ơi, lên lại giùm chị địa chỉ số điện thoại nha. Lên địa chỉ đã. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Body 40k mã số 4. Body dài, tay dài 40k mã số 4 này. Body tay dài 40k mã số 4 nha. Lên địa chỉ nha Girl Sinh ơi. 40k mã số 4 này. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em nè. Body 40k mã số 4. Chất len gân nha mấy chị. Mặc cực kỳ đẹp luôn. 40k mã số 4. Rồi trâm hình mã số 4. Chất cho chị trâm hình này. Rồi em tới một cái body trễ vai này mấy chị. Body trễ vai màu đen nha. Chất ren này. Rồi body này 50k mã số 2. 50k mã số 2. Chị nào lấy comment mã 2 giúp em nha. Đây chất ren trễ vai này. 50kg đầu lại vừa nha mấy chị. 50k mã số 2 trễ vai. Chị nào lấy thì comment nha. Mã số 2 50k. Mã số 2 50k này. Chị nào lấy comment mã 2. Rồi mã 2 của chị Trâm Quỳnh này. Rồi em tới một cái váy xòe này mấy chị. Váy xòe chất kim tuyến này. 40k mã số 4. Chị thương thương hết rồi chị ơi. 40k mã số 4. Mình bán hàng. Hàng này hàng thanh lý chị ơi. Đó. 5. 40k mã số 4. 40k mã số 4 này. Váy xòe này mấy chị. Đây mấy chị nhìn chất này. Chất kim tuyến như vậy nha. 40k mã số 4 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nè. 40 mã 4, 40 mã số 4, 50kg lại vừa. Rồi Duy Nguyễn mã 4 chốt chị Duy Nguyễn này. Chị Duy Nguyễn này giờ mới được có đơn đúng không? Cái này nữa là 2 đơn. Rồi em lấy một cái set này mấy chị. Duyên phải Duyên Nguyễn này không vậy? Rồi em lấy một cái set yếm này. Đây cái áo của nó dễ thương lắm này mấy chị. Rồi cái set này giá của nó 50k. Chị nào lấy thì comment cho em là set. Set 50k. Chị nào lấy thì comment cho em là set này. Set cổ yếm, áo cổ yếm nha mấy chị. Set 50k. Chị nào lấy thì comment cho em là set 50kg lại vừa. Rồi chị nào lấy set này thì comment cho em là set 50 này. Áo của nó này mấy chị. Thấy địa chỉ rồi rồi em ơi, chị thấy địa chỉ của em rồi nha cô xin ơi. 50k mã số 5. Ơ xét cho chị nào lấy xét này thì comment giúp là xét nha.
set 50 này, set của chị Thi Trần này. Rồi chốt chị Thi Trần set 50, chị Thi Trần có đơn chưa? Có là không? Đợi chị xíu nha em. Rồi em tới một cái body đỏ này mấy chị. Body đỏ 30 mã 3 này. 5. Body đỏ 30 mã số 3 này mấy chị, 50kg loại vừa. Bên trong có mút ngực dài dặn nha. 30 mã số 3. Đây chất của nó là chất len như vậy nha mấy chị. Đó chất len nè. 30 mã số 3, chị nào lấy con bên mã 3. Mã 3 chị cho thùng. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Váy trắng 40 mã 4 nè. Số 3 hết rồi Hạ My ơi. 40 mã số 4 nè, số 3 hết rồi chị Du La Phạm ơi. 30 40 mã số 4. Mình vừa đọc 30 hay 40 ta. Rồi 4 của nàng Kim Nana nè, chốt Kim Nana nè. Rồi em tới tiếp một cái váy dạ hội, dạng dạ hội này mấy chị. Váy ống dạng dạ hội màu vàng này mấy chị thấy rõ không ta? Bên trong có mút ngực dài dành nha. Đây mấy chị thấy rõ không? Rồi, cái này giá của nó 40 mã 1 nha. 40 mã 1, chị nào lấy con bên mã 1 này. 40k mã số 1, bên trong có mút ngực dài dành 50kg lại vừa nha mấy chị. 40 mã 1 này. Đây. 40 mã số 1, bên trong có mút ngực dài dành nha, chị nào lấy con bên mã số 1. Rồi em lấy một cái set này mấy chị. Áo sơ mi với yếm này. Rồi set này 50 mã 5. Set này 50 mã số 5 này. Áo sơ mi với lại là yếm đen ở phía ngoài nha. 50 mã số 5 này, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. 50k mã số 5. Đây. 50k mã số 5 này. Áo của nó là dạng von nha mấy chị. 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. Yếm 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã 5 giúp em nha. Nhường mã 1 nha em. Ừ rồi, bỏ vô chị Kim Thoa đi. Rồi mã 5 của chị Nguyễn Thị Nhẫn. Chị Nguyễn Thị Nhẫn nè. Rồi em lấy một cái body đen này mấy chị. Body đen nha. Ở trước nó có phần nhúng như vậy nè. Rồi body đen này giá 50 mã 2. Một để chị hết rồi chị lên trên thôi. Đây 50 mã 2 body đen này mấy chị, body đen đi tiệc luôn nha. 50 mã số 2 này. 50 mã số 2, 50kg loại vừa. 50k mã số 2, phối build luôn đẹp lắm nha mấy chị. 50k mã số 2, chị nào lấy con mấy mã số 2 giúp em. Mã 2 50, mã 2 50, chị nào lấy con mấy mã số 2 giúp em này. Rồi em tới một cái body màu hồng da này mấy chị. Body màu hồng da này. Body này 50kg lại vừa nha. Chỉ sau, chỉ sau trong hình mà 50. Rồi một cái body này giá của nó 50 mã 3 này. 50 mã số 3. Hết mã 1 rồi mấy chị ơi. Ở phía sau của nó là hở lưng như vậy nha. Màu hồng da nha mấy chị. 50 mã số 3 này. Body 50 mã số 3. Chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em. Đây 50 mã 3, chị nào lấy comment mã 3 giúp em nha. Chồng sốt rồi. Rồi mã 3 nha mấy chị. Mã 3 nha. Phải mã 2 nha. Em vừa đọc mã 3 mà mã 2 là nào vậy? Chắc chị lừa. Là sao? Mấy chị xem chắc lấy cái nào thì lấy giùm em nha chị nha, mấy chị nha. Rồi em tới tiếp một cái váy hồng này mấy chị. Váy hồng 40 mã 4 nè. 40 mã số 4, chị
gì nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. 40 mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. 40 mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. 50kg lại vừa nha mấy chị, 40 mã số 4. Rồi em tới một cái áo khoác rin này mấy chị. Áo khoác rin này đẹp lắm nè. Áo khoác rin em sale 80 mã số 8 nha. Áo khoác rin 80k mã số 8 nè. Áo khoác rin lửng nha mấy chị. Rin lửng màu cực kỳ đẹp luôn. Đây 80k mã số 8. Chị nào lấy áo khoác rin này thì comment cho em là khoác 80 nha. Rồi mã 8 của chị Trâm Huỳnh nè. Em chốt chị Trâm Huỳnh mã số 8 nè. Rồi em tới một cái váy này nè mấy chị, váy suông này. Váy suông màu đỏ 30 mã 3. 30 mã số 3, váy suông màu đỏ 30 mã 3 này. 30 mã số 3, chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em nha. Váy màu đỏ 30 mã 3. 30 mã số 3. Rồi em tới một cái body đỏ nè. Body đỏ 40 mã 4, mã 3 của chị Thương Thương này. Rồi body đỏ tay dài 40 mã số 4 này, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nha. Cái này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. 40 mã số 4, chị nào lấy comment mã 4 giúp em nè. 40k mã số 4. 40k mã số 4 body đỏ này mấy chị. Rồi số 4 của chị Thương Thương, chốt chị Thương Thương luôn nè. Rồi em tới một cái váy tím này mấy chị. Váy suông màu tím nè. 30k mã số 1. 30k mã số 1, chị nào lấy comment mã 1 giúp em. 30 mã 1, 30 mã 1 nè. 30 mã số 1, chị nào lấy comment mã 1. Cái này bầu bì gì bon chen được luôn nha mấy chị. 30 mã số 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em. Mã 1 30. Rồi body đỏ này mấy chị. 70 mã 7, 70 mã số 7 nha. Mã 70 mã số 7 nha. Mã 1 của chị Thương Thương, chốt chị Thương Thương nè. Chị ơi em mà có bốt thì bốt ít thôi nha chị, tại vì hàng em xả rồi đó. Rồi 70 mã số 7 nè, rồi số 7 chốt chị Trâm Huỳnh nè. Bốt ít thôi chị nha, hàng em xả rẻ rồi không có bốt được nhiều đâu. Rồi váy suông màu vàng nè mấy chị. Váy suông hàng ni màu vàng 60 mã 6 nè. 60 mã số 6 nè. Váy suông màu vàng 60 mã 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã số 6, chị Nguyễn thì nhận mã 7 hết rồi chị ơi. 60 mã 6. Rồi em tới cái quần jean lưng cao 50 mã số 5 size 26. 50 mã số 5 size 26 mã 6 của chị Kim Thoa kìa. Đây lưng cao cực kỳ luôn này mấy chị. Lưng cao cực kỳ luôn nha. 50 size 26, chị nào lấy comment mã số 26 50k này. Mã số 26 50k. Mã số 26 50k. Mã số 26 50k nha chị Linh Luti ơi, comment mã số 26 giùm em nha chị. Comment mã số 26 giùm em nha. Rồi 26 của chị Linh Luti này. Rồi em tới một cái áo sơ mi trắng này mấy chị. Đây áo sơ mi trắng nha, ở trước cổ của nó nè. Đây sơ mi trắng nha, cái này ở trước cổ nó hơi bị dính một tí này thôi, mấy chị về giặt là nó hết nè. Rồi cái sơ mi trắng này em sale 30 mã 3 nè. Sơ mi trắng 30 mã số 3 nè. Sơ mi trắng 30 mã 3 nha. Đây rất là đẹp luôn, 30 mã số 3. Chị nào lấy sơ mi trắng comment mã 3 giúp em. Mã 3 sơ mi trắng. Mã 3 sơ mi trắng nè. Rồi em tới một cái áo bánh bèo này mấy chị. Áo bánh bèo 30 mã số 3 của Nini kìa. 30 mã số 4 nè. Áo bánh bèo 30 mã số 4 màu xanh này mấy chị. Đây 30 mã số 4 nha. 30 mã 4, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em. 30k mã số 4 nè. 30k mã số 4, chị nào lấy comment mã số 4 giúp em nè.
mã 4 của chị Lưu Nguyễn nè. Rồi em tới một cái váy trắng trễ vai nè mấy chị, váy trắng xòe trễ vai nè. Rồi váy trắng này giá của nó là 40 mã số 15, 40 mã số 15 nha. Váy trắng 50kg lại vừa 40 mã số 15 nè. 40 mã số 15, chị nào lấy comment mã số 15 giúp em. Mã số 15 40k nè, váy màu trắng với chị, váy xòe màu trắng nè. Chị Thi Phạm ơi, Thi Phạm còn mấy sau á. Cái nào ai mà trước là để cho người đó à. Theo mấy chủ nha. Hả? Gơ xinh hả? Rồi gơ xinh mã số 15 nè. Rồi em tới tiếp một cái váy suông nè mấy chị. Cái này. Rồi cái này giá của nó 30 mã số 2 nè. 30 mã 2 váy suông nè mấy chị. 30 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em nha. 30 mã số 2 nè, váy suông nha, bầu bì gì bon chen được luôn nè. 30 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giùm em. Rồi mã 2 của chị Thương Thương nè. Rồi em tới tiếp một cái váy bên trong có quần nè mấy chị. Váy tím bên trong có quần nha. Rồi cái này giá của nó 40 mã số 4 nè. 40 mã số 4. 40 mã số 4 này. Bên trong có quần nha mấy chị. 40 mã 4 này. Chị nào lấy con mấy mã số 4 giúp em. Đây. Mã 4 bên trong có quần. Rồi mã số 4 của chị Rita Nguyễn này. Rồi body ống này mấy chị, cái này dành cho người 47kg lại vừa thôi nha mấy chị. Rồi body này giá 50 mã số 5. Body ống 50k mã số 5 này. Body đỏ ống nha, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em. Cái này dành người 47-48kg lại vừa thôi nha mấy chị. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã số 5 giúp em. Body ống 50k mã 5. Rồi dung hồng này 60 hàng new này. 60k mã số 6 này, số 5 của chị Rita Nguyễn nha. Rồi số 5 chị Rita Nguyễn này 60 mã 6 hàng new nha mấy chị. 60k mã số 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nè. Dung màu hồng 60 mã 6 đó. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. 60k mã số 6 này, dung hồng hàng new nha mấy chị. 60 mã số 6, chị nào lấy comment mã 6 này. Rồi quần màu trắng size 26 40k mã số 4 này. Quần trắng size của chị Duyên Nguyễn mã số 6 kìa. Rồi size 26 40k, size 26 40k này, quần màu trắng này. Size 26 40k, chị nào lấy comment mã số 26. Rồi em tới cái váy xòe này mấy chị. Rồi cái váy này giá của nó 70 mã số 7 nha. 70 mã số 7, chị nào lấy comment mã số 7 giúp em này. 50kg lại vừa nha mấy chị. Váy xòe ren màu đen này rất là đẹp luôn. 70 mã số 7, chị nào lấy comment mã số 7 giúp em này. 70 mã 7, 50kg lại mặc là vừa đẹp nha mấy chị. 70 mã 7. Rồi mã 7 chị Kim Thoa, chốt chị Kim Thoa này. Rồi em tới một cái váy bi này mấy chị. Váy bi trễ vai này 60k mã số 6. 60k mã số 6 nha. Váy bi trễ vai 60k mã số 6. Chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Váy bi 60k mã số 6 này mấy chị, trễ vai rất là đẹp luôn nha. Đây nó màu xanh vàng như vậy nè. Đây 60k mã số 6, 50kg lại vừa. Chị nào lấy cái váy bi này comment mã 6 giúp em. Mã 660. Mã 660 nha mấy chị. Mã
Rồi em tới tiếp một cái váy, một cái một cái váy bi màu, một cái váy bi màu nu này mấy chị. Váy bi màu nu này. Chị Kim Thoa ơi, em giục đồ vô rồi chị ơi. Trời ơi, lấy cái nào thì chị nhìn giùm em với. Hả? Chắc cái nào thì đặt cái đó chứ chị, sao mà đặt rồi xả rồi đó. Rồi em tới một cái váy bi này mấy chị. Rồi cái váy bi này giá của nó 80, mã số 8 nha mấy chị. Váy bi 80 mã 8 nè. 80 mã số 8, 50kg đồ lại vừa này. Chị nào mà lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 80k mã số 8, chị nào lấy comment mã số 8 giúp em này. Rồi mã 8 của Nai này. Rồi em tới một cái váy xòe màu hồng này mấy chị. Váy xòe bánh bèo này. Tay bánh bèo rất là đẹp luôn. Rồi cái này giá của nó 65k mã số 65 này. 65k mã số 65 nha. Đây váy xòe màu hồng rất là đẹp luôn, 65k mã số 65. Chị nào lấy thì comment với mã số 65 này. Tầm người 50kg rồi lại vừa nha mấy chị. 65k mã số 65, chị nào lấy comment mã số 65 giúp em. Rồi một cái váy xanh này mấy chị. Váy xanh 50k mã số 5 này. 50k mã số 5. 50k mã số 5, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. 50 mã 5, 50 mã 5, chị nào lấy comment mã số 5 giúp em nha. 50 mã số 5, váy màu xanh ngọc này. Rồi em tốn cái áo khoác rin này mấy chị. Áo khoác rin này giá của nó 70 mã 1 nha. 70 mã số 1 nè. Đây 70 mã 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em. Áo khoác rin 70 mã số 1 nè mấy chị. Áo khoác rin 70 mã 1 nè. Chị nào lấy thì comment với mã số 1 nha. Mã 1 70k rất là đẹp luôn. Áo khoác rin 70k mã số 1, chị nào lấy comment mã số 1 giúp em. Rồi mã 1 của chị Linh Luty này. Rồi em chốt chị Linh Luty này. Rồi cái này 50 mã số 2. Body hồng 50 mã số 2. Body sọc hồng 50 mã số 2. Chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em này. Body sọc qua gối nha mấy chị. 50 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em. Mã số 2 50. Rồi một cái yếm hồng này. Cái này mấy chị về từ phôi áo vô nha. Cái này mấy chị về từ phôi áo nha, không phải 70 áo gì nữa không có. Rồi cái này giá của nó 50 mã 2 này. 50 mã số 2. Chị nào mà lấy thì còn về mặc áo phối áo màu trắng ở bên trong nha mấy chị. 50 mã số 2 này. 50 mã 2 yếm rất là đẹp luôn. Đây 50 mã số 2, chị nào lấy comment mã số 2 giúp em nha. 50 mã 2 này, 50 mã 2. Mã số 2 em chốt chị Nguyễn Thị Nhẫn nè. Rồi cái này 50. Dung này 50 mã 3 nè mấy chị. Dung trắng 50 mã 3 nè. Dung trắng 50 mã số 3. Chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em nè. Dung trắng 50 mã số 3, chị nào lấy comment mã số 3 giúp em. Rồi tới một cái yếm này nè mấy chị. Mã số hết rồi hả? Rồi cái này màu vàng nè mấy chị. 50k mã số 4 nè. 50k mã số 4 nha. Cái này mấy chị mặc với áo phông màu trắng, màu đen bên trong rất là đẹp luôn. Đây 50k mã số 4. 50k mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nè. 50k mã số 4 nha mấy chị. 50k mã số 4 nha. Rồi mấy chị ơi, hết đồ rồi nha mấy chị. Hết đồ rồi nha, em nghỉ like nha. Mai có đồ thì em like tiếp nha.
nghỉ like nha mấy chị. Ngày mai có đồ thì em like tiếp nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Tí nữa em làm đơn xong rồi em inbox cho mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Em tắt like đây. Ôi trời.